Chương 3480, đi ngươi. Tần Mộng Giao cười lạnh nói, thần đế chi tử phu nhân cùng nữ nhi, bọn hắn dám không cho gặp sao? Năm đó nhân giới bên trong phân biệt, Tiêu Doãn Nhi bị Tiêu gia mang đi, kia lúc đã có mang thai, về sau cũng là sinh hạ một nữ, lấy tên Vũ Đạm. Chỉ là những năm này, Vũ Đạm hiện ra thiên phú, Tiêu gia có chút coi trọng. Nhưng là Vũ Đạm chính là Mục Vân chi nữ, Tiêu gia biết được, cho nên đem Vũ Đạm cùng Tiêu Doãn Nhi tách ra, rất khó tương kiến. Người Tiêu gia lo lắng, Tiêu Doãn Nhi hội truyền cho Vũ Đạm quá nhiều liên quan tới hắn phụ thân Mục Vân sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sợ đắc tội chư vị thiên đế cùng phong thiên thần đế. Những năm gần đây, mới đến đổi mới. Trọng yếu nhất chuyển hướng, chính là Thanh Vũ thần đế xuất hiện, cùng với Thanh đế phá ấn mà ra. Hiện tại ai cũng biết, Mục Thanh Vũ thành thần đế. Diệp Phú thì vị này thực lực cường đại xưng hào đế, phá phong cấm, ngay tại đệ cửu thiên giới, lúc nào cũng có thể đánh vỡ đế uyên lưu lại phong cấm, đi ra đệ cửu thiên giới. Mà đến lúc đó, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong Diệp gia, có lẽ sẽ lại lần nữa quật khởi. Tiêu Doãn Nhi phu quân Mục Vân, Tiêu gia không phải lo lắng, bọn hắn căn bản không biết Mục Vân ở nơi nào, là thế nào cảnh giới. Có thể là, vị này Mục Vân phụ thân thành thần đế, mẫu thân là một vị thực lực cường đại xưng hào đế, thoát khốn mà ra, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu là bị hai người biết, Tiêu Doãn Nhi cùng Vũ Đạm mẫu nữ hai người, không thể tương kiến, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Tiêu gia. Tiêu Doãn Nhi nắm chặt lại Tần Mộng Giao ngọc thủ, cười nói, hiện tại đã cực hảo, Mục Vân an toàn, Vũ Đạm nhận Tiêu gia dạy bảo, cũng xem là tốt, ta bản thân đúng là cần tu hành, Tiêu gia nhiều hơn chiếu khán, cũng rất tốt. Tần Mộng Giao lại là kéo lấy Tiêu Doãn Nhi bàn tay, cười nói, ngươi chính là quá đơn thuần, nhìn xem đi, chờ sau này Mục Vân biết ngươi cùng Vũ Đạm nhận qua bực này đãi ngộ, Tiêu gia có quả ăn. Mà lại theo ta được biết, vị kia thanh đế, cũng không phải Thanh Vũ thần đế như vậy dễ nói chuyện. Những năm gần đây, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp gia cũng là bị chèn ép quá sức, Diệp Phú Thi xuất hiện, tất nhiên sẽ lấy lại công đạo, đến thời điểm, có náo nhiệt nhìn. Tiêu Doãn Nhi cười cười, không có nói nhiều. Hảo, đến nói một chút gần nhất tu hành như thế nào đi. Hai nữ giờ phút này, thảo luận, mà cùng lúc đó, Thương Lan thế giới, đệ cửu thiên giới bên trong, từ lần trước đại chiến, đã là đi qua ngàn năm lâu. Hiện nay đệ cửu thiên giới bên trong, Vân Điện điện chủ Diệp Phú Thi chi danh, vang vọng toàn bộ đệ cửu thiên giới. Ngồi xuống, càng có bốn vị con dâu, cũng là uy danh hiển hách. Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc. Tuy nói, hiện nay đệ cửu thiên giới bên trong, chư thần chư đế lâm lập, có thể là Vân Điện, nghiễm nhiên là trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Âm Dương Thiên Vực âm phục cổ đế, Dương Thiên cổ đế. Nguyên Thần Sơn bên trong Thiên Cơ Các, Luyện Hồn Quỷ Cốc bên trong Hồn Diệp cổ thần, Địa Tạng Thần Cung Địa Tạng cổ thần. U Minh vực sâu U Minh cổ thần, cùng với kia huyết sát hải vực bên trong Vô Tấn cổ đế cùng Vô Giản cổ sơn bên trong Vô Giản cổ đế. Đây đều là tại đệ cửu thiên giới, dần dần hiện ra viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ bá chủ, đối Vân Điện cũng là nhượng bộ lui binh. Thanh đế bản thân thực lực cực mạnh, lại thêm nắm giữ đệ nhất trận thần cùng cô đế song xưng hào độc cô Diệp. Còn có thanh đế vị kia phu quân, Thanh Vũ thần đế. Ai cũng không có chính mình kiếm chuyện, đi khiêu khích vị này nóng bỏng thanh đế. Đệ cửu thiên giới bên trong, coi như đã được là toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, ít nhất là hiện tại đoạn thời gian này bên trong, rất hòa bình tồn tại. Vân Điện, cấp tốc phát triển, Hiên Viên Kha, Cửu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương đám người, cũng là đều tận tâm tận lực. Ban đầu Hiên Viên Kha, cả ngày nhàn tản, có thể là bị thanh đế Mỹ danh nói giáo dục mấy lần về sau, cũng không dám nữa ra. Làm lên sự tình đến, cũng là chịu khó tích cực mấy lần. Vân Điện, cũng là từ Đông Hoang đại địa. Di chuyển đến tứ tượng Thánh Sơn bên trong. Ngày xưa thiên đế các địa phương, hiện nay thành Vân Điện đại bản doanh. Cái này một ngày, tứ tượng Thánh Sơn bên trong, đen kịt một màu đại địa phía trên. Một thân nam tử trang bị, có phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí chất Diệp Vũ Thi, dẫn một vị ước chừng 3-4 tuổi hài đồng, đến chỗ này. Nãi nãi, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu nam đồng ước chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt mang theo vài phần công chính khí chất. Ngược lại là khá có mấy phần tiểu đại nhân dáng vẻ, vẻ mặt thành thật mà hỏi. Ngươi có một người ca ca, ngươi không phải nói vẫn nghĩ nhìn một chút sao? Diệp Phú Thi ôm lấy bên chân hài đồng, nhéo nhéo hắn gương mặt, cười nói, nãi nãi mang ngươi tới gặp ngươi ca ca à. Tốt tốt, nam đồng ngây thơ cười nói, tam nương sinh hạ đệ đệ, quá nhỏ, cửu nương sinh hạ muội muội cũng quá nhỏ, không ai chơi với ta, quá tịch mịch. Nghe đến lời này, Diệp Phú Thi cười cười nói, ngươi vị này ca ca à, giống như ngươi. Cũng là hiếm thấy đan thuật kỳ tài. Người thất nương hài tử,
tên là Mục Huyền Phong, bị nãi nãi phóng tới nơi đây tu hành ngàn năm. Mục Huyền Phong, Nam Đồng nháy nháy mắt, nói ta gọi Mục Huyền Thần, hắn gọi Mục Huyền Phong. Không sai không sai, Diệp Phú Thi lại lần nữa cười nói, về sau ngươi nhóm hai người, tại nơi này hảo hảo nghiên tu đan thuật, nghiên cứu thể chất của các ngươi có thể hay không. Nơi này tiền nhiệm chết một cái, không đúng, là hai cái rất cường đại niên hiệu nhân vật, ngươi là tuyệt mạch đan thể, ngươi Huyền Phong ca ca là thần văn đan thể, hai người các ngươi giúp nhau nghiên cứu, vừa vặn. Nam Đồng ngẩn người nói, kia nãi nãi ngươi đây, còn có mẹ ta đâu, chúng ta không đi. Diệp Phú Thi lại lần nữa lắc đầu nói, ngươi cùng ngươi ca ca, hảo hảo chơi, chơi đến ngày đó có thể tự đi ra ngoài, vậy các ngươi hai người, chính là cái này Thương Lan tuyệt thế đan thần. Tuyệt thế đan thần là cái gì, Nam Đồng tựa hồ không hiểu nhiều, có thể là nghe tựa hồ rất lợi hại. Kia nãi nãi, ta thế nào đi vào? Đơn giản, Diệp Phú Thi lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười kia, ở trong mắt Mục Huyền Thần, thế nào nhìn đều là thế nào không có hảo ý. Nãi nãi, ta không muốn đi. Mục Huyền Thần đột nhiên nói, khó mà làm được, Diệp Phú Thi nói, một cái tay bắt lấy Mục Huyền Thần một cái chân, cười ha hả nói, đừng trách nãi nãi lòng dạ ác độc, chúng ta có thể là cách đời thân, ta so cha ngươi càng thương ngươi hơn nhóm, muốn để ngươi nhóm tốt. Nói, Diệp Phú Thi một tay vung ra, đi ngươi, hưu, nhất đạo tiếng xé gió lên, Mục Huyền Thần thân ảnh, hóa thành nhất đạo lưu quang, bay vào đến kia đen nhánh đại địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại nhất đạo thanh âm nứt quãng. Truyền lại trở về. Nãi, nãi, ta, ngươi hảo hảo tu hành, không cần quải niệm nãi nãi của ngươi, cũng không cần quải niệm ngươi nương, yên tâm đi. Diệp Phú Thi đối phía trước kia u ám khu vực, phất phất tay, cười nói, trên người chữ vật giới chỉ đều cho ngươi ca ca Mục Huyền Phong, ngươi ca ca sẽ dạy ngươi. Theo Diệp Phú Thi lời nói rơi xuống, phía trước rộng lớn đen nhánh đại địa, triệt để không một tiếng động. Vào giờ phút này, hậu phương, từng đạo tiếng xé gió tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Dẫn đầu hai người, nhìn kỹ lại, chính là Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Nương, nương, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này đều là chạy đến, bên cạnh còn đi theo mười mấy người. Khụ khụ, Diệp Phú Thi ho khan một cái, nhìn về phía hai người, đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nói, người nhóm làm sao tới rồi. Chương 3481, Hố Tôn Tử Diệp Phú Thi. Mạnh Tử Mặc vội vàng nói, điện bên trong bẩm báo, nói là ngài mang đi Huyền Thần, nương, Huyền Thần đâu? Thời gian ngàn năm, lúc trước Mục Vân rời đi lúc, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc ba người, cũng là đều lựa chọn, mang thai. Lần này, không có lâu như vậy thời gian, ngàn năm, ba đứa hải tử, đều giáng sinh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh Tử Mặc sinh hạ một đứa con, lấy tên Mục Huyền Thần, chính là tuyệt mạch đan thể, thượng cổ sở tồn, cùng Diệu Tiên Ngữ sở sinh Mục Huyền Phong đồng dạng, đều là hiếm thấy trên đời. Mà Diệp Tuyết Kỳ sinh hạ một đứa con, lấy tên Mục Thiên Diễm, hài tử hiện tại bất quá là hài nhi. Bích Thanh Ngọc cũng là sinh hạ một nữ, lấy tên Mục Tử Huyên, cũng là hài nhi. Ba đứa hài tử, Mục Huyền Thần xuất sinh sớm một ít, cho nên lớn một chút. Diệp Phú Thi ho khan một cái nói, Huyền Thần tưởng niệm ca ca Huyền Phong, ta liền tiễn hắn đi. Lời này vừa nói ra, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, trợn mắt hốc mồm. Tiễn hắn, đi, đi nơi nào, hai người đương nhiên biết. Năm đó nhất chiến, Diệp Phú Thi chém giết tượng phần cổ thần. Kia tượng phần cổ thần chính là Đế Uyên mẹ đẻ, bản thân cũng là xương hào thần xương hào đế cấp bậc. Bỏ mình về sau, làm cho tứ tượng Thánh Sơn cái này vạn giảm chỗ, hóa thành đen nhánh thổ địa, nội bộ ngàn năm, không biết dựng dục ra cái gì. Năm đó nhất chiến kết thúc, Mục Huyền Phong trực tiếp bị ném vào, Diệu Tiên Ngữ chỉ biết, Mục Huyền Phong còn sống, lớn bao nhiêu cũng không biết. Hiện tại, Diệp Phú Thi thế mà đem 2-3 tuổi hài đồng giống như Mục Huyền Thần, cũng cho ném vào. Nương, người quá làm ẩu. Mạnh Tử Mặc vội vàng nói, Huyền Thần chỉ là hài đồng đồng dạng tâm trí, tuyệt mạch đan thể là cái gì hắn cũng không biết. Lên tiếng, Diệp Phú Thi ho khan một cái, từ từ nói, Tử Mặc, ta biết ngươi ái tử sốt ruột. Có thể là ta làm như vậy, đều là vì bọn hắn tốt. Tốt cho bọn họ, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là sững sờ. Thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể, kia là thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ đều cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói tuyệt tích. Ta nghe nói phụ thân nói qua, tựa hồ là hồng hoang sở tồn. Người nhóm ngẫm lại xem, ta kia ngu xuẩn nhi tử hai cái nhi tử, đều là thần văn đan thể, tuyệt mạch đan thể bực này thể chất, sao mà hiếm thấy. Trong lúc này, quá quỷ dị, nói đến chỗ này, Mạnh Tử Mặc nhịn không được nói, kia cùng ném bọn hắn đến cái này tĩnh mịch chỗ có quan hệ gì. Thế nào không quan hệ rồi? Diệp Phú Thi lại là nghiêm túc nói, hồng hoang thể chất,
xuất hiện tại trên thân hai người, nói không chừng là có người bố cục, không chỉ là bố cục nhi tử ta, càng bố cục cháu của ta, đương nhiên cũng có khả năng bố cục nhi tử ta, truyền nhiễm đến cháu của ta trên thân. Truyền nhiễm, có thể hay không thay cái từ. Hai nữ không nói, cho nên, ta giảng bọn hắn ném tới nơi đây, là vì kích phát tiềm lực của bọn hắn, tượng phần cổ thần vẫn lạc nơi đây, có thể là cái này là một vị xưng hào thần vẫn lạc chỗ, ẩn chứa xưng hào thần khí vật, huynh đệ bọn họ hai người phân, nói không chừng tương lai, đan thể bộc phát, thành vì nhân trung long phượng. Ta liền hỏi các ngươi đi, Mục Vân hài tử, không lợi hại được không? Không lợi hại, Mục gia không định bị đế gia diệt rồi. Hiện tại đối bọn hắn có bao nhiêu hung ác, vậy tương lai liền đối bọn hắn có bao nhiêu lớn chỗ tốt, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, giáng sinh tại Mục gia, đây chính là số mệnh. Hai nữ giờ phút này triệt để không nói. Nương, là Tử Mặc cân nhắc không chu toàn, thật xin lỗi. Mạnh Tử Mặc hổ thẹn nói. Diệp Phú Thi vỗ vỗ Mạnh Tử Mặc bả vai, an ủi, từ mẫu con hư hỏng, người nhóm không đành lòng, ta càng không đành lòng. Một câu rơi xuống, Diệp Phú Thi hốc mắt đỏ bừng, nói ta cùng con ta, từ nhỏ phân ly, ngắn ngủi gặp nhau, lại là không gặp được người. Ta, nương, nương, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ đều là động dung. Đúng vậy a, Diệp Phú Thi mới là khổ nhất, cùng Mục Vân, căn bản thiên nhai chi cách, ta không sao. Diệp Phú Thi dụi dụi con mắt, đứng chắp tay, bước chân bước ra, không có mấy bước, chính là tiêu thất tại địa phương này. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nhìn về phía thân trước tịch diệt chỗ, nhất thời im lặng. Đã là không bỏ, lại là không đành lòng. Vẫn như trước là, không có phản đối nữa. Vào giờ phút này, Diệp Phú Thi rời đi, thở ra một hơi. Hai cái tiểu nha đầu phiến tử, còn tốt lắc lư đi qua. Diệp Phú Thi tự lẩm bẩm, ngươi cái này hố ngươi nhi tử, không sợ ngươi nhi tử cùng ngươi phu quân về sau tìm ngươi tính sổ sách sao? Nhất đạo già nua tiếng cười, tại lúc này vang lên. Cười ha ha nói, tuyệt mạch đan thể cùng thần văn đan thể, đến cái này tịch diệt chỗ, hấp thu cái gì cổ thần khí vận. Thua thiệt ngươi biên gia, cô lão, ta cũng không muốn, có thể là đứa nhỏ này, quá làm ầm ĩ. Diệp Phú thì bất đắc dĩ nói, ném vào yên tĩnh, cũng rất tốt. Độc cô Diệp khập khiếng đi ra, nhịn không được cười nói, ngươi a ngươi, bao nhiêu năm rồi, còn là bộ này tâm tính, còn tốt nhờ và người không tệ, nếu không phải Mục Thanh Vũ, đổi thành hắn người, ai có thể hầu hạ được ngươi. Diệp Phú Thi cười cười, lại nói, ném vào đúng là không tệ, hai cái hài tử mân mê, nói không chừng thật có thể mân mê ra cái gì đến, hồng hoang chi thể, chúng ta đều là không rõ, cũng không thể nào hạ thủ. Độc cô Diệp không có nói nhiều, cười nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, người cùng Thanh Vũ hài tử không tầm thường, người nhóm hài tử, nhất định càng là không tầm thường. Diệp Phú Thi khóe miệng khẽ nhếch, đắc ý nói, kia là tự nhiên. Mà giờ khắc này, kia giao chiến sau tĩnh mịch chỗ bên trong. Một tên nhìn ước chừng 10 tuổi trên dưới nam hài, giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn trước mắt trong lò đan toát ra bốc lên nhiệt khí, cười hắc hắc nói, đây chính là giới đan, ta Mục Huyền Phong 10 tuổi chi linh, luyện chế ra giới đan, vạn cổ hiếm thấy, hắc hắc. 10 tuổi, kia là giả, nhưng ai quản hắn mấy trăm tuổi còn là ngàn tuổi rồi. Dù sao bề ngoài chính là 10 tuổi, chờ sau này ra ngoài, tuyệt đối để nương giật nảy cả mình. Ta cái này thần văn đan thể, danh bất hư truyền, đến thời điểm cha đánh nhau ta luyện đan, không ngừng cho cha kéo dài tính mạng. Khai lò, nhìn xem đến cùng như thế nào. Nam hài ngón tay một điểm, đan lô mở ra, bành, nhất đạo tiếng nổ tung vang lên. Nam hài một cái mông ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp đen nhánh, phi 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 nôn mấy ngụm. Lại thất bại rồi, vì cái gì lại thất bại a? Nam hài giờ phút này, uể oải đến cực điểm, cái kia, ngươi là... Mục Huyền Phong sao, nhất đạo sợ hãi thanh âm, tại lúc này vang lên. Nam hài đứng dậy, nhìn xem đan lô đỉnh, một cái đầu nhỏ, lộ ra. Ốc ngày, đan dược không có luyện thành, ta Mục Huyền Phong luyện thành một người sống. Tiểu Nam hài giờ phút này sắc mặt đỏ lên, hai tay đào lấy đan lô, nhịn không được nói, ca ca, ngươi trước kéo ta ra a, ta mới vừa ngã xuống, ai biết rớt xuống ngươi trong lò đan. Ca ca, Mục Huyền Phong sững sờ, từ từ nói, ta đem ngươi luyện ra. Ngươi nên gọi ta. Cha, Mục Huyền Thần sững sờ. Gọi cha, thật sao, cái kia, cha, phốc, Mục Huyền Phong cười lên ha hả. Mục Huyền Thần càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ta cũng không phải cha ngươi, ha ha. Mục Huyền Phong ha ha cười nói, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Ca ca, ngươi là ai? Mục Huyền Thần vội vàng nói, cha ta là Mục Vân, ta nương là Mạnh Tử Mặc, nãi nãi ta là Diệp Vũ Thi, là nãi nãi đem ta ném tới nơi này. Nghe đến lời này, Mục Huyền Phong mí mắt trực nhảy. Thủ pháp này,
cùng ngàn năm trước giống nhau như đúc. Hắn đời này cũng không thể quên được, chính mình thân nãi nãi, đem chính mình ném tới nơi này kia một cái. Chương 3482, triệu tập, ngươi trước xuống đây đi. Mục Huyền Phong cong ngón búng ra, Mục Huyền Thần thân ảnh rơi xuống. Một cái nhìn 10 tuổi trên dưới, một cái nhìn 3-4 tuổi trên dưới. Xem ra hai anh em chúng ta đồng dạng thảm. Mục Huyền Phong một bộ bình chân như vại bộ dáng, cười khổ nói, yên tâm đi, về sau tại nơi này, ta bảo kê ngươi, không ai dám tại nơi này khi dễ ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Huyền Thần gật gật đầu, tiếp theo nói, chỉ là ca ca, nơi này trừ hai chúng ta, còn có những người khác sao? Hết rồi, Mục Huyền Phong chân thành nói, ngươi ca ca ta là nơi này duy nhất bá chủ, về sau phong ngươi làm nhị bá chủ. Nhị bá chủ, nghe là lạ, đây đều là việc nhỏ. Mục Huyền Phong một đôi mắt đánh giá Mục Huyền Phong, sờ sờ cái cằm, cuối cùng trực tiếp đem Mục Huyền Phong nhấc lên, trên dưới lay động. Ca, ngươi làm gì? Nãi nãi đem ngươi đưa vào, nhất định mang đến cho ta đan phương, dược liệu, ta tìm kiếm trên người ngươi. Mục Huyền Thần bị Mục Huyền Phong dẫn theo hai chân, dựng ngược, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi trực tiếp hỏi ta à, nãi nãi nói cho ta, để ta mang cho ngươi dược liệu, hiện tại cũng tại trong không gian giới chỉ đâu. Ngươi không nói sớm, huynh đệ hai người, giờ khắc này ở cái này tĩnh mịch chỗ bên trong, đem kia không gian giới chỉ mở ra, thuộc như lòng bàn tay, cẩn thận quan sát đến. Đệ thất thiên giới bên trong, Ngọc Đỉnh Viện, Ngộ Đạo Tháp, Lôi Táng Tràng bên trong, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, đem cái này tầng thứ 6 bên trong, phong cấm ra các tổ hào trận pháp phá vỡ. Ngộ Đạo Tháp, hết thảy cửu tầng, nhất trọng thiên. Năm đó Ngọc Đỉnh Viện đời thứ nhất viện trưởng Ngọc Đỉnh Tử đem ra các tổ hào phong cấm tại địa phương này, trung thiết hạ cửu tầng cấm chế. Trước đó, Mục Vân đã là mở ra mấy tầng trước cấm chế. Dưới mắt, chỉ còn lại cuối cùng tam tầng cấm chế. Mắt thấy còn kém cuối cùng tam tầng, liền có thể thoát khốn, ra các tổ hào vào giờ phút này tâm tình, cũng là dần dần kích động lên. Không thể trách hắn không kích động, bị khốn mấy chục vạn năm, không thấy ánh mặt trời, cô đơn kiết lập. Hiện tại, cũng may Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người có thể tiến nhập Lôi Táng Tràng không chết, nếu không, hắn còn không biết muốn bị phong cấm bao nhiêu năm. Mục Vân tại Lôi Táng Tràng bên trong, bắt đầu nghiên cứu trong tay mình tứ phẩm giới quyết. Đồng thời, cũng là dựa theo gia cát tổ hào phân phó, bắt đầu đối tứ cấp giới trận tiến hành thăm dò. Tứ phẩm giới quyết, Hồng Liên Nguyên Quyết, cùng với Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại thập nhị môn kiếm thuật bên trong, đệ tứ môn, cũng là nhất môn tứ phẩm kiếm quyết Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết. Đồng thời, còn có Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết đệ tứ quyển bên trong nội dung. Lại thêm giới trận nghiên cứu, Mục Vân có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Chỉ là, thời gian không nhiều, hắn dù đến giới tôn sơ kỳ, có thể là cũng phải nắm chặt thời gian, tranh thủ tiến nhập Đông Hoa Cổ Thành trước đó, có thể tiến thêm một bước. Tới lúc đó, cũng nắm giữ năng lực tự vệ nhất định. Mà Tạ Thanh thì là tu hành chọn lựa Thiên Nguyên Ma Long Chảo. Không chỉ như vậy, Tạ Thanh bản thân, tựa hồ cũng có mấy môn giới quyết, tại chính mình suy nghĩ. Bách Lý Khấp đối đãi Tạ Thanh như con, đối Tạ Thanh yêu cầu, cực kỳ nghiêm ngặt, truyền thụ vũ quyết, cũng là xứng đôi Tạ Thanh thực lực. Mà Mạnh Túy, thì là dốc lòng khai phát chính mình lôi thể, càng là dùng lôi khiếu hoàng quyết vì xứng đôi. Ba người đều tu hành, không có can thiệp lẫn nhau. Trên thực tế, dựa theo gia cát tổ hào lời nói, Mạnh Túy thiên cương bàn lôi chúa tể thể, tại chúa tể cảnh giới trước đó, tiến bộ hội là hết sức nhanh chóng. Thậm chí là hẳn là, bỏ xa Mục Vân cùng Tạ Thanh. Nhưng là bây giờ, Mạnh Túy tiến bộ là rất nhanh, nhưng là, thế mà là trong lúc mơ hồ cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ngang hàng. Điểm này, làm cho gia cát tổ hào cũng là hết sức kinh ngạc. Không thể không thừa nhận, hắn cuối cùng vẫn là xem thường Mục Vân cùng Tạ Thanh. Ba người ngày qua ngày, năm qua năm, tại Ngộ Đạo Tháp bên trong, cơ hồ không có ra ngoài qua. Chỉ chớp mắt, thời gian 7 năm đi qua, ba người cũng coi là triệt để ổn định tại giới tôn sơ kỳ cảnh giới, giữa lẫn nhau tu vi, đều có tinh tiến. Mà cái này một ngày, đệ tử lệnh bài bên trong, một tin tức, đồng thời xuất hiện. Thánh tử viện, nghị sự điện, hết thảy thánh tử tập hợp, không được vắng mặt. Ngắn gọn một câu, làm cho ba người thần sắc chấn động. Xem ra, Đông Hoa Cổ Thành, đúng là sắp xuất thế. Chỗ này làm cho Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực đều là hồn khiên mộng nhiễu chỗ, chỉ sợ, quả nhiên là tràn ngập kỳ ngộ, bất khả tư nghị. Chuẩn bị lên đường đi, ba người đứng tại Lôi Táng Tràng bên trong, khí tức hoàn toàn bất đồng. Mục Vân vẫn y như cũ là ôn hòa như ngọc, thần tình lạnh nhạt. Tạ Thanh thì là mang lấy một tia tà khí, Mạnh Túy cho người cảm giác, trung hậu đáng khen, nhưng là thân thể bốn phía,
toát ra sấm rền thanh âm, lại là thật lâu chưa tán. Vào giờ phút này, ba người cho người cảm giác hết sức bất đồng. Nhưng là không có chỗ nào mà không phải là cường đại nên mịt mờ. Giới vị sáu đại cảnh giới, giới vương, giới hoàng, giới thánh, giới tôn, giới thần, giới chủ. Trước ba đại cảnh giới thoáng qua một cái, tại cái này Đông Hoa vực bên trong, chính là cao thủ hàng ngũ. Không nói cái khác, một vị giới tôn, tại cái này Đông Hoa vực bên trong, chiếm cứ lấy một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì, xưng vương xưng bá, còn là không có vấn đề gì. Đông Hoa cổ thành, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là cảnh giới bắt kịp. Mục Vân cười nói, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái này Đông Hoa cổ thành, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, quản nó cái gì kỳ lạ, huynh đệ chúng ta ba người, trực tiếp cầm xuống. Tiền bối, lần sau lại đến, chúng ta nhưng chính là giới thần cảnh giới, chúng ta đến thời điểm, tầng thứ bảy gặp. Tốt, Gia Cát Tổ Hào gật đầu cười nói, Mục Vân, ta trao tặng ngươi kia tam môn tứ cấp giới trận, ngươi cẩn thận suy nghĩ, nhớ lấy, không thể ham nhanh chóng, chỉ cần dựa theo ngươi bản tâm đến là đủ. Giới trận tuy nói uy lực không cách nào, có thể là võ giả căn bản, còn là thực lực bản thân. Mục Vân nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, tam đạo thân ảnh, từ từ tiêu thất, Gia Cát Tổ Hào ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Giới thần vào tầng thứ 7, giới chủ vào tầng thứ 8, trong tầng thứ 9, lại không phải tùy tiện có thể đi vào. Chỉ là, chờ đợi mấy chục vạn năm, ta Gia Cát Tổ Hào, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Thiên thượng lâu, tiền nhiệm hại ta người, người nhóm chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn thân là chúa tể, bị khốn nơi đây mấy chục vạn năm, rất nhiều sự tình, không bỏ xuống được. Tự do, đang ở trước mắt, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, tiến bộ phi tốc, hắn bị khốn nơi đây thời gian, sẽ không quá lâu. Mà đến lúc đó, ngày xưa những người kia, những cái kia sổ sách, một bút cũng được a. Gia Cát Tổ Hào, thân ảnh từ từ tiêu tán, mà lúc này giờ phút này, tam đạo thân ảnh, bước ra ngộ đạo tháp. Sốt cục ra, lần bế quan này, có thể là quá lâu. Tạ Thanh duỗi ra lưng mỏi, lẩm bẩm nói, cũng không biết thư sư tỷ nghĩ tới ta không có. Mạnh Túy lại là đụng đụng Tạ Thanh, cười nói không chừng ngươi thư sư tỷ đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng người, đã sớm cùng người kết làm đạo lữ. Tạ Thanh lại là nhếch miệng, khả năng sao, không có khả năng, ba người các ngươi, cuối cùng là bỏ được xuất hiện. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, ba người xoay người sang chỗ khác, một bóng người xinh đẹp, giờ phút này phi thân rơi xuống. Bó sát người màu tím nhạt váy dài, bao vây lấy ngạo nhân thân thể, 3000 tóc xanh, tán ở sau ót, đỉnh đầu cắm một cái chỉ phiến, khá có một loại vận vị. Chính là Tịch Diệp Thanh, thời gian 7 năm không thấy, Tịch Diệp Thanh vào giờ phút này cho người cảm giác, cũng là cực kỳ bất đồng. Chương 3483, Thánh Tử Bảng trước 3. Tịch sư tỷ đến giới tôn trung kỳ rồi, Mục Vân cảm giác nhạy cảm, đoạn thời gian trước, may mắn đột phá mà thôi. Tịch Diệp Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. So với tiến bộ của nàng, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, mới là thật bất khả tư nghị. Cảnh giới đề thăng, nào có cái gì may mắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tịch Diệp Thanh nghe vậy, cũng không nhiều lời. Hảo, nắm chặt thời gian đi thôi, Thánh Tử Viện triệu tập chúng ta tụ tập, chỉ sợ là Đông Hoa Cổ Thành mở ra sắp đến. Cái này 7 năm ngươi nhóm bế quan, có thể là không biết, chúng ta Đông Hoa vực bên trong phát sinh đại sự cỡ nào. Đại sự, ba người đều là sững sờ. Thời gian 7 năm, đối với nắm giữ mấy trăm vạn năm thọ nguyên giới vị đám võ giả, quả thực là không tính là gì. Vừa đi vừa nói đi, Tịch Diệp Thanh dẫn ba người, hướng phía Thánh Tử Viện bên trong mà đi. Trên đường đi, bốn người thân mang phục sức, đều là tự thân quần áo. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Nhân Đạo Viện đệ tử, bình thường là lam y, bất quá trừ phi chính thức trường hợp, thời gian khác tùy ý. Mà Địa Đạo Viện yêu cầu là hắc y, Thiên Đạo Viện yêu cầu là bạch y, Thánh Tử Viện đệ tử, cũng có yêu cầu, mặc thanh y. Chỉ là thánh tử nhóm, từng cái tâm cao khí ngạo, ngày thường bên trong làm sao mặc thanh y, đều là tùy tùng tâm ý. Bốn người rõ ràng nhìn lại, cũng không phải là Nhân Đạo Viện đệ tử, trừ Nhân Đạo Viện, kia liền chỉ biết là Thánh Tử Viện thánh tử. Một đường tiến nhập Thánh Tử Viện bên trong, không ít đệ tử, ánh mắt nói không ra ao ước. Thánh tử A, Ngọc Đỉnh Viện bên trong tối cao cấp bậc đệ tử, mà lại, rất nhiều thánh tử, tương lai thành giới chủ, là có thể thoát ly thánh tử thân phận, tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong đảm nhiệm trưởng lão. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, Đông Hoa Cổ Thành, phong cấm bị chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia Liên Hợp phá vỡ, kết quả dẫn đến, bộc phát cực lớn ba động, toàn bộ Đông Hoa Cổ Thành bên trong, các phương võ giả đều là cảm nhận được. Thoáng một cái, Đông Hoa vực náo nhiệt,
một ít tán tu giới chủ, đều ra mặt, yêu cầu gia nhập. Bốn đại tông môn nguyên bản không đồng ý, kết quả sự tình càng nháo càng lớn, Đông Hoa vực mặt phía Bắc Đông Âm vực, mặt phía Nam Đông Long vực, cùng với phía Tây Đông Cốc vực, Đông Sơn vực, thậm chí nghe nói đều có người đạt được tin tức. Nghe đến lời này, ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Một vực sự tình, truyền ra rồi. Đông Thất vực bên trong, Thất Đại giới vực, từng cái đều là cực kỳ cường đại. Tịch Diệp Thanh tiếp tục nói, trừ cái này tứ đại vực, còn có chính là Đông Hàn vực cùng Đông Viêm vực. Đông Hàn vực, tại Đông Thất vực rất bắc, tọa trấn một phương, Đông Hàn vực bên trong, không có cái gì thứ nhất đẳng thế lực, bởi vì, Thiên Thượng Lâu chính là tọa trấn Đông Hàn vực. Mà Đông Viêm vực, tại vùng cực nam, cũng không có thứ nhất đẳng thế lực tồn tại, Hoàng Các, tọa trấn Đông Viêm vực. Đệ Thất Thiên giới, bát đại nhất đẳng thế lực, Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, chính là bát đại nhất đẳng bên trong hai cái. Toàn bộ Đông Thất vực, cái này hai thế lực lớn, không thể nghi ngờ là bá đạo nhất cường đại tồn tại. Giống như Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực, đối mặt Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, vậy cũng phải khách khí, cung cung kính kính. Nếu như Đông Hoa cổ thành sự tình, bị Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các biết được. Hai phe này nếu là có ý độc chiếm, kia chỉ sợ Đông Thất vực bên trong cái khác ngũ vực, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Dưới mắt không xác định Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các có biết hay không, cho nên, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông, Mạc Gia Cao Tầng, đều gấp lên. Nếu là bị Đông Viêm vực cùng Đông Hàn vực hai phe này biết, vậy chúng ta tân tân khổ khổ trăm năm thời gian, đều là cho hắn người làm áo cưới. Lần này triệu tập, đoán chừng là chuẩn bị, để chúng ta trước vào trong đó, chiếm được tiên cơ. Đến lúc đó, cho dù là kia Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các cường giả đến, cũng vô pháp tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong, chỉ có giới tôn, giới thần có thể đi vào, bọn hắn cũng không có khả năng như thế nào. Mục Vân nội tâm sáng tỏ, một vị chúa tể, mà lại là cảnh giới không phải xác định chúa tể, để lại di tích cổ. Càng quỷ dị là chỉ cho phép giới tôn cùng giới thần đi vào, thậm chí giới chủ đều không thể đi vào. Chỗ như vậy, không khiến người ta hiếu kỳ mới là lạ. Cho nên, không có quá nhiều thời gian, sợ là chúng ta tiếp xuống, sẽ trực tiếp tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong. Bốn người trước đi, không bao lâu, đến nghị sự điện bên ngoài. Vào giờ phút này, lùi tới, muôn hình muôn vẻ, mấy trăm đạo thân ảnh đã đến tới. Mục sư đệ, Cảnh Chiết mấy người, giờ phút này cũng là đến. Thời gian 7 năm không thấy, Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong, Thư Nguyệt Dung mấy người, cũng là bắt chuyện qua. Xem ra, thật muốn bắt đầu. Cảnh Chiết cười nói, chúng ta mới vừa vào Thánh Tử Viện, không so được những cái kia Thánh Tử bảng giới thần nhóm. Lần này Đông Hoa cổ thành mở ra, giữ nhiều lành ít, đến thời điểm, tự thân an nguy chính là hạng nhất. Mà cùng lúc đó, nghị sự điện trước, tụ tập đệ tử, càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, một trận tiếng huyên náo vang lên, chỉ thấy đám người bên trong, một tên thân mang váy trắng mỹ mạo nữ tử, chậm rãi đến, dẫn tới mọi người đều là liếc nhìn. Không ít người đều là phát ra thán phục, nữ tử kia, thân mang váy trắng, dáng điệu uyển chuyển, khá có một cỗ không dính khói lửa trần gian hương vị. Cho người cảm giác, cũng là hết sức khí chất xuất trần. Mặt trứng ngỗng, tinh xảo khuôn mặt, càng là mỹ mạo động lòng người. Thủy Vân Yên, Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, Thánh Tử bảng thứ ba. Giới thần đỉnh phong cảnh giới. Khó trách dẫn tới cái này náo động lớn. Mạnh Túy giờ phút này lại là đảo đảo bên cạnh thân Tạ Thanh. Ngươi thế nào một điểm động tĩnh đều không có? Ta hẳn là có động tĩnh gì? Tạ Thanh lại là sững sờ. Thủy Vân Yên a, Thánh Tử bảng thứ ba, gặp may mắn, có xinh đẹp như vậy, ngươi không phải nhìn thấy nữ nhân đi không được đường sao? Xéo đi, Tạ Thanh mắng cái, lão tử kia không soi mói sao? Ngươi thật sự cho rằng là nữ nhân ta liền muốn a? Ta muốn là ta thích, mà lại, không có liên lụy. Mạnh Túy gãi đầu một cái. Hắn rất muốn hỏi Tạ Thanh, vậy làm sao ngươi biết, Thư Nguyệt Dung chính là không liên lụy đúng không? Mà ngay tại giờ phút này, đám người xuất hiện lần nữa một trận ồn ào. Giữa không trung phía trên, một thân ảnh, bước trên mây mà đến, dáng người cường tráng, khí chất như núi, trầm ổn như núi, giờ phút này thân ảnh rơi vào trước điện. Hứa Minh Đài, Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, Thánh Tử bảng thứ hai. Cũng là giới thần đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là, tiếng huyên náo còn chưa tiêu tán, phía dưới đám người, tại lúc này tránh ra một con đường. Một thân ảnh, từ kia trong đám người, một bước đi ra. Một bộ hắc sắc phũ phục, vạt áo trang phục chính thức, bước chân bình ổn. Đó là một thanh niên, ước chừng 20 mấy tuổi bộ dáng, mặt như đao tước, khí chất nội liếm, nhưng lại cho người ta một loại phong mang núp bên trong cảm giác. Vẻn vẹn nhìn hắn dung nhan. Đủ để được xưng tụng là làm người ao ước 10 phần mỹ nam tử. Mà lại, một bước đi đến bậc thang, bốn phía đám người, nhịn không được liền cho người này nhường đường. Giờ khắc này,
không cần Tịch Diệp Thanh nói, Mục Vân cũng đoán được người này thân phận. Thánh tử bảng, thứ nhất, Thiên Vũ Ảm. Vào giờ phút này, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Không tự chủ được, ánh mắt tụ vào đến Thiên Vũ Ảm trên thân. Phảng phất trên người người này, tự mang một loại lực hấp dẫn, hấp thụ ánh mắt mọi người. Chỉ là, Thiên Vũ Ảm đối với cái này, lại là hoàn toàn không biết, trực tiếp đến trước bậc thang, đi đến một nữ tử thân trước. Chương 3484, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Ô sư muội, Thiên Vũ Ảm vào giờ phút này, nhìn về phía thân trước một thân màu xanh nhạt váy dài mỹ lệ nữ tử, hé miệng cười nói, ô sư muội, hồi lâu không thấy, cảnh giới rất nhiều tinh tiến, nghe nói ngươi thánh tử bảng lại tăng lên 3 tên, đã đến thánh tử bảng ngũ thập cửu vị, chúc mừng. Ô Linh Lung đúng là mỹ mạo bất phàm, quan trọng hơn là, có một loại bách hoa bên trong, dù không kinh diễm, nhưng lại độc đáo tươi mát thoát tục. Thiên Vũ Ảm đối Ô Linh Lung có ý, toàn bộ thánh tử viện đều biết. Chỉ là Ô Linh Lung tự thân, lại là như có như không tránh lui. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Thiên Vũ Ảm bản thân cũng không để ý, vẫn y như cũ là đau khổ truy cầu. Khá có một loại nước chảy đá mòn nghị lực, khiến người khâm phục. May mắn mà thôi, so với Thiên Sư Huynh, kém rất nhiều. Ô Linh Lung khách khí đáp lại nói. Hai người vào giờ phút này, đứng chung một chỗ, lệnh người bốn phía không ít người, nội tâm ao ước. Nhất là Ô Linh Lung, thánh tử viện bên trong, hơn 1000 tên thánh tử, Thiên Vũ Ảm dạng này tuyệt thế thiên kiêu, vô luận đi đến nơi nào, đều là thu hút ánh mắt người ta. Không thiếu nữ đệ tử đối hắn càng là ám hứa phương tâm. Có thể là Thiên Vũ Ảm không hề hay biết, chỉ là đối Ô Linh Lung rất là thích ý. Nhưng là, Ô Linh Lung đối với cái này, lại là cũng không thèm để ý. Việc này lệnh người không ít thánh tử viện nữ đệ tử, đối Ô Linh Lung đều là ngầm thêm trào phúng. Mà Ô Linh Lung tại thánh tử viện bên trong, ngầm mộ người cũng là không ít. Có thể là không có chỗ nào mà không phải là kiêng kỵ Thiên Vũ Ảm, căn bản không dám tới gần Ô Linh Lung, sợ bị Thiên Vũ Ảm hiểu lầm, đắp lên chụp mũ. Hai người giờ phút này tới gần, những người còn lại đều là né tránh. Mục Vân, Tạ Thanh mấy người, tụ tập cùng một chỗ. Thiên Vũ Ảm, tràn ngập truyền kỳ thiên kiêu. Tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, một ít giới chủ cảnh giới trưởng lão, đều là đối hắn khách khí. Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, tương lai, người này có thể thành vì chúng ta Ngọc Đỉnh Viện viện trưởng, kém cỏi nhất cũng là phó viện trưởng cấp bậc. Lời này, còn là gia gia của ta nói cho ta. Tịch Diệp Thanh gia gia, Tịch Đỉnh Thiên, tam đại phó viện trưởng một trong, giới chủ cao giai cường giả. Kia nói không chính xác, Tạ Thanh giờ phút này lại là cười nói, tương lai Mục Vân thành vì viện trưởng, sửa đổi một chút chế độ. Chỉ có thể hai cái phó viện trưởng, ta một cái, Mạnh Túy một cái, không có hắn Thiên Vũ Ảm chuyện gì. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh chỉ là lắc đầu. Lần này, ngươi nhóm cần phải cẩn thận, Tịch Diệp Thanh dặn dò, Ô Linh Lung lại là giết không được ngươi nhóm, chắc chắn sẽ liên thủ với Thiên Vũ Ảm, chỉ cần nàng nguyện ý, Thiên Vũ Ảm tuyệt đối sẽ đánh giết ba người các ngươi. Một vị giới thần đỉnh phong, ngươi nhóm có thể là kém rất xa, không thể khinh thường, Thiên Vũ Ảm, cũng không phải tiền nhiệm Kỳ Hàm. Lý Nguyên Hàng bọn hắn có thể so sánh. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Bị một vị giới thần nhớ thương, xác thực không phải chuyện gì tốt. Vào giờ phút này, Thiên Vũ Ảm từ đằng xa ánh mắt thu hồi, nhìn về phía Ô Linh Lung, thản nhiên nói, ba cái kia, chính là giết Ô Diễm người sao. Ô Linh Lung gật gật đầu, ta đã phân phó, lần này Đông Hoa Cổ Thành mở ra, ba người đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Ô Linh Lung lại là vội vàng nói, không cần. Ta vẫn là muốn tự mình động thủ, báo thù cho đệ đệ. Nếu như ta vô pháp tìm được ba người, đem ba người chém giết, ngươi lại ra tay, như thế nào? Thiên Vũ Ảm nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên. Tốt, Thiên Vũ Ảm nhìn về phía Ô Linh Lung, chân thành nói, Linh Lung, ngươi nên minh bạch ta chi tâm ý, ta đối với ngươi là thật tâm. Mặc kệ lớn hơn nữa gian nan hiểm trở, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm đến. Tạ ơn, vào giờ phút này, nghị sự điện đại môn mở ra. Hơn 1000 vị thánh tử, đều đứng vững, thần thái cung kính. Hơn 10 đạo thân ảnh, từ nghị sự điện bên trong đi ra. Một người cầm đầu, bất ngờ chính là Tiêu Mục. Tại Tiêu Mục bên cạnh thân mười mấy vị trưởng lão, đều là giới chủ cấp bậc tồn tại. Thánh tử viện bên trong trưởng lão, cất bước cảnh giới ít nhất là giới chủ nhất phẩm, nếu không, căn bản là không có cách trấn nhiếp đám này kiệt ngạo bất tuần thánh tử nhóm. Mà Tiêu Mục tự thân, là giới chủ vài phẩm, kia liền không người biết được. Giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới. Giới tôn ngưng tụ hư khiếu, hồn lực giới lực dung hợp một thể, liên tục không ngừng từ hư khiếu bên trong tụ tập mà ra, phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong tứ đại cảnh giới.
mà giới thần cảnh giới, ngưng tụ thực khiếu, cũng là phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cảnh. Nhưng là đến giới chủ, liền không giống. Giới chủ vì giới vị võ giả đỉnh vị, giới lộ chi đỉnh, trèo lên cửu trọng thiên đài, đạp lên cái này cửu trọng thiên đài, chính là đạp lên thành tựu chúa tể con đường. Chúa tể cảnh giới, là một đầu đại đạo, giới chủ cảnh giới, chính là leo lên con đường này bắt đầu. Chỉ có đăng lâm cửu trọng thiên đài chi bưng, là có thể đủ nhìn thấy chúa tể nói, từ đó đi bước vào đến chúa tể cảnh giới. Cho nên, giới chủ trung cửu phẩm, đến mức tiêu mục, có thể đảm nhiệm thánh tử viện viện trưởng, chỉ sợ, chí ít cũng là thất phẩm, bát phẩm cấp bậc. Yên lặng đi, tiêu mục vào giờ phút này, giang tay ra, đám người an tĩnh lại, lần này tìm các ngươi tới trước, là vì Đông Hoa Cổ Thành sự tình. Chắc hẳn ngươi nhóm cũng biết, Đông Hoa Cổ Thành, mở ra sắp đến, có thể là tin tức truyền ra đến, Đông Hoa vực bên trong, xôn xao, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, cùng Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia Tam Phương, đã là đạt thành nhất trí hiệp nghị. Trước điều động ngươi nhóm giới tôn, giới thần cảnh giới đệ tử tiến nhập, đến tiếp sau hội có giới tôn, giới thần cấp bậc trưởng lão đi vào. Cho nên, lần này triệu tập ngươi nhóm tới trước, là để các ngươi chuẩn bị thỏa đáng, sau 3 ngày, khởi hành đi tới Đông Hoa Cổ Thành chỗ, viện trưởng bọn hắn, đã tụ tập ở nơi đó. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ngơ. Thật quyết định xuất phát, sự tình quá mức đột nhiên, hào không chuẩn bị, 3 ngày sau xuất phát, sau 3 ngày, nơi đây tập hợp, ta mang các ngươi, đi tới cổ thành di tích, không được đến trễ người, coi là từ bỏ, viện bên trong không có truy cứu trách nhiệm. Nhưng là, ta vẫn là muốn nói, lần này mặc dù hung hiểm, có thể lại là cơ hội của các ngươi, có lẽ, ngươi nhóm hội tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong di tích, có người đến giới chủ, thành vì ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong trần nhà võ giả. Tiêu Mục lời nói rơi xuống, phất phất tay, quay người rời đi. Đông đảo đệ tử, lập tức nghị luận ầm ĩ, trọng đại như vậy sự tình, đơn giản như vậy thông chi. Không ít đệ tử, giờ phút này đã là rời đi. Sau 3 ngày tụ hợp, cái này trong vòng 3 ngày, cần chuẩn bị đan dược, chuẩn bị giới khí, chuẩn bị một ít đều thủ đoạn, để cầu đạt được cơ duyên. Chúng ta cũng đi thôi. Tịch Diệp Thanh giờ phút này mở miệng nói, sư phụ bên kia, tìm chúng ta nói chuyện, trước đi qua đi. Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ, Cổ Kiếm Phong mấy người, cũng là cùng nhau rời đi. Mục Vân rời đi thời khắc, trở lại nhìn lại, trong đám người, như có như không ở giữa, một ánh mắt nhìn xem hắn. Ô Linh Lung, xem ra, lần này Ô Linh Lung cũng là nhịn không được. Cũng được, Đông Hoa Cổ Thành bên trong, ai sống ai chết, có thể không nhất định đâu. Đến mức kia Thiên Vũ Ảm, nếu là xuất thủ, hắn không ngại tỉ thí một chút, nhìn xem ai mới là chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Địa đạo viện bên trong, địa phàm nhìn thấy vài vị tân tấn thánh tử nhóm đến, cũng là gật gật đầu. Lần này triệu tập ngươi nhóm tới trước, chắc hẳn Tiêu Mục viện trưởng cũng là nói cho các ngươi biết. Đông Hoa Cổ Thành mở ra, mấy người các ngươi là tân tấn thánh tử, thực lực khá thấp, cho nên, ta hy vọng ngươi nhóm biết, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp. Những cái kia thánh tử nhóm, một số người là muốn đột phá giới chủ, mà ngươi nhóm, có thể tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong, đột phá đến giới thần cảnh giới, liền coi như viên mãn. Chương 3485, xuất phát, địa phàm viện trưởng chân thành nói, nhớ lấy, không thể quá nhiều xuất đầu, Đông Hoa Cổ Thành bên trong, đến cùng như thế nào, chúng ta cũng không biết, có lẽ sẽ tồn tại điệp ra không gian địa vực, một tòa thành, có lẽ có thể so với một tòa đại lục, người nhóm đạt được bảo vật, tốt nhất trực tiếp hấp thu, tăng trưởng cảnh giới. Mà lại, lúc nào kết thúc, chúng ta cũng không nói được. Dù sao, hết thảy dùng tự thân an nguy làm trọng điểm. Vâng, vâng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy người đều gật đầu, nhìn ra được, địa phàm là thật sự lo lắng bọn hắn. Hảo, người nhóm đều tốt chuẩn bị đi, sau 3 ngày xuất phát, ta hy vọng, đi thời điểm là người nhóm, trở về thời điểm, vẫn y như cũ là người nhóm. Lần lượt từng thân ảnh rời đi, Mục Vân, ngươi chờ một chút, địa phàm vào giờ phút này, lại là gọi Mục Vân. Mấy người từng cái rời đi, địa phàm nhìn một chút Mục Vân, nói, ngươi tiểu tử này. Đắc tội Ô Linh Lung, chỉ sợ lần này, nàng lại đối phó ngươi. Ô Linh Lung bước vào giới thần cảnh giới, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi bây giờ không phải là đối thủ, nhưng là tiến nhập Đông Hoa Cổ Thành bên trong, chưa hẳn không phải là đối thủ. Ta lo lắng cũng không phải là Ô Linh Lung, mà là Thiên Vũ Ảm. Địa phàm chân thành nói, Ô Linh Lung nếu là giết không chết ngươi, tất nhiên sẽ cầu trợ Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm người này, viện trưởng cùng vài vị phó viện trưởng, đối hắn ký thác kỳ vọng, ngươi chớ xem thường người này. Mục Vân cười cười, chân thành nói, viện trưởng, ta chỉ là mới vào giới tôn, hắn nhưng là sắp tiến nhập giới chủ, ta có thể xem thường hắn sao? Đừng ba hoa,
Địa phàm giờ phút này, bàn tay vung lên. Trên lòng bàn tay, xuất hiện hai kiện đồ vật. Cái này là Huyền Vũ Nguyệt Giáp, tứ phẩm phòng ngự cấp bậc hộ giáp, ngươi mặc vào, năm đó ta liệp sát một cái giới thần cấp bậc thực lực thiết huyền vũ thú, chế tạo mấy món, ngươi vài vị sư huynh sư tỷ đều có. Mục Vân ánh mắt sững sờ, gật gật đầu, đón lấy hộ giáp. Còn có cái này cái. Địa phàm trong lòng bàn tay, xuất hiện nhất đạo gấp lại bản vẽ. Cái này là đệ thất thiên giới bên trong địa đồ, chủ yếu đông thất vực đánh dấu rất rõ ràng, cái khác vực giới, đại khái có cái quy mô thôi. Địa phàm dặn dò, người nhóm lần này là đi vào trước, nhưng là khả năng, nửa đường bị cái khác vài vực người biết, cũng sẽ cưỡng ép tiến nhập. Bản đồ này bên trong, ghi chú là đông thất vực bên trong các đại thế lực vị trí, đến thời điểm nếu là gặp được thế lực khác đệ tử, người tốt xấu có thể biết một ít. Vâng, địa phàm vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười cười nói, ta cả đời này, đều là tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong vượt qua, đời này đột phá giới vị, là không có khả năng, Ngọc Đỉnh Viện chính là nhà của ta. Xem lại các ngươi nhất đại quật khởi, ta liền rất vui mừng. Đừng nhìn thường ngày bên trong, ta cùng Thiên Chiết hai người, rất không hợp nhau, nhưng là trong âm thầm, hai người chúng ta lại là bạn bè cực tốt. Mục Vân, người lai lịch thần mê, viện bên trong điều tra mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Nhưng là ta hy vọng ngươi mặc kệ đến từ ở đâu, hy vọng ngươi không cần phản bội Ngọc Đỉnh Viện. Mục Vân nghe vậy, lại là ngẩn người, lập tức cười nói, viện trưởng lo ngại. Ta cũng không phải là đệ thất thiên giới người, có thể là đến đệ thất thiên giới bên trong, tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện, ta cũng không phải cái gì gian tế, viện trưởng yên tâm hảo. Đến đối ta đến cùng là ai? Nói ra viện trưởng cũng không tin. Địa phàm lại là cười nói, tiểu tử ngươi không nói, làm sao biết ta không tin? Ách, Mục Vân ho khan một cái, cười nói, kỳ thật viện trưởng, ta tên Mục Vân, chính là Thanh Vũ Thần Đế Mục Thanh Vũ Chi Tử. Ha ha, địa phàm cười cười, nhìn về phía Mục Vân. Miệng phun hương thơm, cút. Ai, Mục Vân quay người rời đi. Đi xuống núi, Mục Vân giang tay ra, bất đắc dĩ tự nhủ, đều nói ngươi cũng không tin. Trước điện, địa phàm lại là lắc đầu cười cười, còn Thanh Vũ Thần Đế Chi Tử Mục Vân, gọi Mục Vân đều là Mục Thanh Vũ Chi Tử, kia Mục Thanh Vũ Nhi Tử, tại cái này thương lan bên trong, không có 10 vạn, cũng có bát vạn. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. 3 ngày này, Thánh Tử Viện bên trong Thánh Tử nhóm, đem hết thảy quản lý tốt. Đều chuẩn bị xuất phát. Cái này một ngày, Thánh Tử Viện, nghị sự điện trước. Tiêu Mục một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt ôn hòa, khí chất lại là lạnh lùng. Chuẩn bị xong chưa đều. Nhìn bốn phía, Tiêu Mục thanh âm lạnh lùng. Vâng, đã như vậy, lên đường đi. Tiêu Mục lần nữa nói, lần này, không chỉ là liên quan đến tự thân các ngươi cảnh giới đề thăng, thực lực tăng trưởng, càng là liên quan đến tại chúng ta Ngọc Đỉnh Viện tại Đông Hoa vực bên trong, tiếp xuống sinh tồn. Ta hy vọng. Người nhóm có thể dùng đại cục làm trọng. Vâng, Tiêu Mục gật gật đầu. Vào giờ phút này, bốn phía mấy vị trưởng lão, tại lúc này đều tản ra. Trong lúc nhất thời, nghị sự điện trước, giới văn ngưng tụ. Thời không chuyển di đại trận, mấy vị trưởng lão là muốn đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Đông Hoa Cổ Thành lối vào. Địa phàm viện trưởng giao cho Mục Vân trong địa đồ đánh dấu Đông Hoa Cổ Thành chỗ ở. Đông Hoa vực, tứ đại thế lực chiếm cứ, mà tứ đại thế lực, càng giống là chia cắt bánh gato. Đem Đông Hoa vực chia cắt ra. Đông Hoa Cổ Thành, chính là tại tứ phương thế lực giao giới điểm vị trí. Rất khéo léo vị trí. Nếu như Đông Hoa Cổ Thành là ở đâu một cái thế lực địa vực bên trong, chỉ sợ, chỉ có một phương thế lực hội biết được việc này. Thời không chuyển di, không cần xuyên qua các đại thiên giới giới bích, dạng này truyền tống đại trận, đối với giới trận sư đến nói, cấu tạo lên, không phải khó khăn. Một trận trời đất quay cuồng, đại gia ngược lại là không có không quen. Từ từ ở giữa. Lần lượt từng thân ảnh, đều buông xuống. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía là từng tòa sơn mạch. Mà đám người rơi vào một vùng thung lũng bên trong. Phía trước, mấy thân ảnh, rất là quen thuộc. Thương Minh Viện Trưởng, cùng với Tịch Đỉnh Thiên, Lạc Thủy Anh, Hứa Khôn ba vị phó viện trưởng, đều là tại địa phương này. Mà trước mặt mọi người người đến thời khắc, vài vị các cường giả, cũng là đều gật đầu. Tiêu Mục vào giờ phút này, đi ra phía trước, cùng vài vị viện trưởng nói gì đó. Đám người lại là nhìn bốn phía. Cái này một vùng núi, phạm vi cũng không tính lớn, tại lớn như vậy Đông Hoa vực bên trong, cũng có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Đông Hoa Cổ Thành, chính là ở đây, điểm này, chỉ sợ ai cũng không nghĩ ra, mà lúc này giờ phút này, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, đều tụ tập ở giữa, sơn cốc địa phương khác, một đám đệ tử, cũng là không ngừng xuất hiện. Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia, Tam Phương Võ Giả, tại lúc này tụ tập mà tới. Mà lớn như vậy sơn cốc bên trong. Rất nhanh liền là tụ tập mấy ngàn người. Giờ phút này,
đông đảo đệ tử, cũng là không ngừng dò xét những tông môn thế lực khác đệ tử. Tịch Diệp Thanh giờ phút này, cùng Cảnh Chiết, Mục Vân mấy người tụ hợp. Kinh Lôi Tông Tông Chủ, Lôi Thừa Nghiệp, Quy Nguyên Tông Tông Chủ, Nguyên Diệp Tiên Sinh, Mạc Gia Tộc Trưởng, Mạc Văn An, này ba người, là cùng chúng ta Thương Minh Viện Trưởng sánh vai cùng giới chủ cửu phẩm cấp bậc đỉnh tiêm cường giả. Tịch Diệp Thanh chân thành nói, bốn vị này, nếu có thể, có lẽ có thể bước vào chúa tể cảnh giới. Mấy người cũng là nhìn về phía cái khác tam phương, đầu lĩnh kia vài vị đại nhân vật. Từng cái toàn thân trên dưới, khí thế kinh người, dù là nội liếm, có thể là đối với bọn hắn giới tôn đến nói, nhìn một cái, vẫn y như cũ là hết sức kinh người. Giới chủ, Mục Vân thì thầm nói, giới tôn, giới thần, giới chủ ba đại cảnh giới, tại đệ thất thiên giới bên trong, tứ thập ngũ đại vực bên trong, đều là không tầm thường thực lực. Đến mức chúa tể cảnh giới, trừ những cái kia các phương nhất đẳng thế lực, cơ hồ rất ít gặp đến. Chúa tể cấp bậc cường giả, đã là đi đến chúa tể đạo, nội tâm suy nghĩ, là xưng thần xưng đế. Chương 3486, đi vào. Vào giờ phút này, tứ đại thế lực bốn vị đỉnh tiêm giới chủ nhóm, tiến tới cùng nhau, thảo luận cái gì. Mà Tịch Diệp Thanh cũng là không ngừng nhìn bốn phía. Tịch Diệp Thanh ra ra là tam đại phó viện trưởng một trong Tịch Đỉnh Thiên Viện trưởng. Tịch Diệp Thanh đối cái khác tông môn sự tình, hiểu rõ cũng không ít. Kinh Lôi Tông, gần nhất những năm gần đây, vài vị so với không tầm thường thiên kiêu, bên kia cái kia, Cung Thiên Cửu. Tịch Diệp Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa, kia một thân lam y, khí chất lãnh đạm thanh niên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ra hỏa tại Kinh Lôi Tông bên trong, không ai bằng, thiên phú cường đại, thực lực càng cường đại. Nếu là gặp được, né tránh tương đối tốt, còn có kia hai cái. Kinh Lôi Tông Lý Kiến Tông, cùng với Mục Thiên Lộc, hai người này, cũng là nổi tiếng lâu đời hạng người. Tứ đại thế lực, tọa trấn Đông Hoa vực bên trong, tự nhiên là các tông các gia đều có kiệt xuất đệ tử. Tịch Diệp Thanh nói tới ba người này, chính là Kinh Lôi Tông bên trong, tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu đệ tử. Quy Nguyên Tông bên trong, Viên Chấn Nhạc, Từ Tiễn, Nhiễm Viêm Thần, chính là bên kia ba cái, đứng đều xa ba người kia, kia là Quy Nguyên Tông cái này trăm năm qua, mạnh mẽ nhất ba người, mà ba người này đến cùng ai mạnh hơn. Ngoại giới không phải biết. Ba người tựa hồ so tài qua, có thể là kết quả, ngoại giới không người biết được. Tịch Diệp Thanh ánh mắt chuyển hướng Mạc Gia phương hướng. Mạc Gia, Mạc Thanh Kha, Mạc Cự, Mạc Vân Hàng. Ba tên này, là Mạc Gia dốc hết thảy bồi dưỡng được đến người nối nghiệp, giới thần đỉnh phong, cũng là cường đáng sợ. Nhất là cái kia Mạc Thanh Kha, nghe nói, chém giết qua giới chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc cẩn thận mấy phần. Chém giết qua giới chủ. Đây cũng không phải là đơn giản một câu nói ngay. Giới chủ là đăng lâm cửu trọng thiên đài cấp bậc cường giả, xa không phải giới thần có thể so sánh với. Cái này cái Mạc Thanh Kha, không đơn giản. Cảnh Chiết giờ phút này lại là tiếp lời, Đông Hoa vực bên trong, đệ nhị vị dùng giới thần cảnh giới, chém giết giới chủ, Mạc Thanh Kha. Đệ nhị vị, hạng nhất là ai? Tự nhiên là Thiên Vũ Ảm. Mấy người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thiên Vũ Ảm. Kém chút đem cái này cả đời đều gánh vác lấy siêu cường danh khí ra hỏa cấp quên mất. Thiên Vũ Ảm người này, thiên phú thực lực, chính là một chữ cường. Tịch Diệp Thanh nhịn không được nói, cùng hắn giao thủ qua, đồng thời thua trận, không có chỗ nào mà không phải là đối hắn, rốt cuộc sinh không nổi một tia chống cự tâm tư. Mấy người tụ tập, tán gẫu, mà giờ khắc này, tứ đại cường giả cũng là tách ra, đều trở lại đều trận doanh bên trong. Thương Minh Viện trưởng nhìn xem đám người, gật gật đầu. Ngươi nhóm là ta Ngọc Đỉnh Viện tương lai, lần này, là lịch luyện, là địa ngục còn là thiên đường, ta cũng nói không chính xác, nhưng là chân kim không sợ hỏa đến đốt. Ta hy vọng tiếp sau đó, ngươi nhóm có thể bộc phát ra chính mình chân chính tiềm lực. Cái này Đông Hoa cổ thành bên trong, cứ chúng ta vài phương đều cân nhắc, nắm giữ đầu mối then chốt, trưởng khống đầu mối then chốt, liền có thể trưởng khống Đông Hoa cổ thành, thành vì Đông Hoa thần nhân tiếp nhận người. Ngươi nhóm chuyến này, là ma luyện tự thân, cũng là tìm cái này đầu mối then chốt. Trưởng khống đầu mối then chốt, trưởng khống Đông Hoa cổ thành. Nếu rơi vào tay bọn hắn đạt được, kia Đông Hoa vực bên trong cách cục, chỉ sợ là muốn phát sinh biến hóa, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, cũng sẽ nhận áp lực thực lớn, chắc hẳn ngươi nhóm hẳn là minh bạch. Thương Minh nhìn về phía hơn nghìn người, từ từ nói, lần này, là để các ngươi trước tiến vào, có thể đạt được tiên cơ. Có lẽ không lâu sau đó, những phe khác võ giả, khả năng hội từng cái đến thời điểm, Đông Hoa cổ thành bên trong, khả năng sẽ rất hỗn loạn. Mà đến lúc đó, chúng ta lại phái môn bên trong giới tôn, giới thần cảnh giới trưởng lão, đều đi vào, trợ giúp ngươi nhóm. Ngươi nhóm là tiên phong, cũng là hy vọng, là hạch tâm, hiểu chưa? Từng vị đệ tử, vào giờ phút này đều gật đầu.
Thương Minh viện trưởng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này nghiêm nghị đứng vững. Lần lịch lãm này, cùng dĩ vãng rất khác biệt. Mục đích bên trong, rốt cuộc là tình hình gì, cho dù là các vị giới chủ các cường giả, cũng không rõ ràng. Đông Hoa cổ thành bên trong, lại là như thế nào, đám người cũng không biết. Mà lúc này giờ phút này, tứ tông đệ tử, trận địa sẵn sàng. Thương Minh viện trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thường Nghiệp tông chủ, cùng với Mạc Văn An tộc trưởng. Bốn vị đỉnh tiêm giới chủ, vào giờ phút này, thân ảnh thăng không. Lối vào này, là chúng ta tốn hao trăm năm thời gian, vừa rồi mở ra, chỉ có thể trèo chống thời gian một nén nhang mở ra, người nhóm nhanh chóng đi vào. Đến mức tiến nhập bên trong về sau, như thế nào phán đoán, như thế nào làm, đều xem chính các ngươi. Một câu rơi xuống, trên bầu trời, không gian xé rách. Mà tại kia xé rách không gian bên trong, đã là nhìn thấy, một đầu không gian thông đạo, u ám âm trầm, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Vào, Thương Minh viện trưởng một câu rơi xuống, đông đảo thân ảnh, từng cái lao vùn vụt mà vào. Mục Vân mấy người, cũng là đều đi vào. Không chỉ là Ngọc Đỉnh viện đệ tử, cái khác các tông đệ tử, vào giờ phút này, cũng là đều đi vào. Một cỗ thao thiên khí tức, tại lúc này vỡ ra. Từ từ, lần lượt từng thân ảnh tiêu thất, Thương Minh viện trưởng, Mạc Văn An tộc trưởng, Nguyên Diệp tông chủ, Lôi Thường Nghiệp tông chủ bốn người, đều rơi xuống. Nhìn xem kia dần dần khép lại vết rách, bốn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lần này, cái khác vài vực cho dù đến, cũng phải tự nghĩ biện pháp đi vào. Mạc Văn An giờ phút này thản nhiên nói, bọn hắn chính là bởi vì lo lắng cái khác các đại vực giới tham dự, mới có thể tại lúc này, nhanh chóng sớm tiến nhập nơi đây. Bởi vậy, rất nhiều chuyện, chuẩn bị không phải đầy đủ. Tiếp xuống, liền xem chính bọn hắn, Thương Minh viện trưởng từ từ nói, ta lo lắng, cũng không phải là cái khác cái vực, Đông Âm vực Băng Tàm Cung, Đông Long vực Huyết Nguyệt Kiếm Tông, Thiên Long Thánh Tông, cùng với Đông Sơn vực Huyền Vân Phủ, Thiên Cực Các, Đông Cốc vực Linh Thiêu Thần Cốc, ta không phải lo lắng. Ta lo lắng là Đông Hàn vực Thiên Thượng Lâu cùng Đông Viêm vực Hoàng Các. Lôi Thừa Nghiệp giờ phút này trầm giọng nói, Đông Thất vực bên trong, cái khác bốn vực, tọa lạc vài đại thế lực, cũng là thứ nhất đẳng thế lực. Nội tình cùng thực lực, cùng bọn hắn cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là, Đông Hàn vực cùng Đông Viêm vực bất đồng. Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các, kia là nhất đẳng thế lực, bên trong có chúa tể tọa chấn. Đến thế là cái gì cấp bậc chúa tể, không phải dễ nói. Nhưng là một vị chúa tể, đủ để chấn nhiếp bọn hắn bốn đại tông môn thế lực. Nếu như, Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các bên trong chúa tể xuất động, vậy bọn hắn nhất định phải để những người kia tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong. Mà đến lúc đó, chính là một trận cực lớn hỗn loạn. Tứ tông đệ tử, thiên kiêu không ít, có thể là giới tôn, giới thần cấp bậc thiên kiêu, đồng cảnh giới hạ, so được với nhất đẳng thế lực Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các sao. Điểm này, ai cũng không dám nói. Đệ thất thiên giới bên trong, tứ thập ngũ đại vực, bát đại nhất đẳng thế lực tồn tại. Trừ cường đại nhất bát hoang điện cùng ngũ linh tộc, cái khác lục phương, đó cũng là danh chấn vạn cổ. Thiên Thượng Lâu, Hoàng Các, Cửu Khúc Thiên Cung, Thiên Yêu Minh, Phản Thiên Tông, Hoàng Cực Thế Gia. Cái này lục phương, nội tình so ra kém ngũ linh tộc cùng bát hoang điện, có thể là, nghiền ép bọn hắn, là tuyệt đối không có vấn đề. Trong đó tồn tại chúa tể, dù chỉ là rất sơ cấp chúa tể cảnh giới, đó cũng là bọn hắn vô pháp chống lại. Chương 3487, bị để mắt tới. Bốn vị đỉnh tiêm giới chủ, vào giờ phút này đều là trong lòng có chút lo lắng. Cái khác bốn vực bên trong thế lực đến, bọn hắn có thể kháng một kháng. Có thể tại Thiên Thượng Lâu cùng Hoàng Các võ giả đến, bọn hắn lại tại gánh không được. Đến thời điểm, Đông Hoa cổ thành lối vào bọn hắn không mở ra, cái này hai đại cự đầu, cũng sẽ mở ra. Một vị chúa tể cấp bậc di tích, hai đại thứ nhất đẳng thế lực, cũng sẽ động tâm. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến thời điểm, kia chính là toàn bộ Đông Thất vực bên trong, siêu cường thế lực tụ tập, một trận đại loạn đấu, không thể tránh được. Điểm này, không thể trách bốn người không lo lắng. Dài dòng thông đạo, u ám huyễn cảnh, mấy ngàn vị đệ tử, từng cái đi qua thời không chuyển đổi, đến một mảnh mặt đất bao la phía trên. Chỉ là, vào giờ phút này nhìn lại, đám người lại tại tọa lạc tại một tòa rộng lớn thạch đài bên trên. Giờ phút này nhìn lại, thạch đài bên trên, vừa vặn, 100 người, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Nhìn một cái, lệnh người kinh ngạc, bốn phía hoang vu, chỉ có cái này một tòa thạch đài, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cái này thiên địa ở giữa. Những người khác, cũng không thấy. Giờ khắc này, mọi người đều tại trở nên cẩn thận. Một số người thậm chí trực tiếp chạy trốn nơi đây, sợ bị những người khác nhớ thương. Mà lúc này giờ phút này, trong đám người, Mục Vân lại tại nhìn thấy nhất đạo thân ảnh quen thuộc.
Ngọc Đỉnh Viện, Thiên Vũ Ảm. Thiên Vũ Ảm giờ phút này đứng tại thạch đài bên trên, bốn phía đám người, đều là từng cái tránh ra tới. Tựa hồ ai cũng không muốn, tới gần người này. Mà giờ khắc này, Thiên Vũ Ảm cũng là nhìn thấy Mục Vân. Từng bước một, hướng phía Mục Vân đi tới, Thiên Vũ Ảm sắc mặt mang theo vài phần bình tĩnh. Mục Vân lại tại lúc này, thể nội giới lực điều động đến cực hạn. Ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại ta sao? Thiên Vũ Ảm đến Mục Vân thân trước, mỉm cười, yên tâm, linh lung nói, muốn đích thân giết ngươi, ta không có hiện tại ra tay giết ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lại tại sắc mặt càng thêm cẩn thận. Nàng nếu là giết không chết ngươi, tự sẽ cầu ta. Mục Vân, ta ngược lại là hy vọng, ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian, chí ít, đừng để ô linh lung giết ngươi, ta đến giết ngươi, tốt nhất. Ngươi chết, không có vô giá trị, chí ít có thể làm cho linh lung đối ta, có hảo cảm. Thiên Vũ Ảm lời nói rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch, quay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân phía sau, mồ hôi lạnh ra hết. Một vị giới thần đỉnh phong cao thủ, đối mặt hắn giới tôn sơ kỳ cảnh giới, cơ hồ là tiện tay một trường, liền có thể trọng thương cùng hắn. Chỉ là, Thiên Vũ Ảm rất cao ngạo, một ngày nào đó, người cao ngạo, hội hại chết ngươi. Mục Vân nhìn chung quanh, quay người rời đi, nơi này, cực kỳ cổ quái. Một tòa thạch đài, chỉ có 100 người, kia những người khác, có phải là bị truyền tống đến địa phương khác, cũng như bọn hắn đồng dạng. Việc cấp bách, vừa đi vừa nhìn, nơi này đến cùng tại cái gì kỳ lạ, còn không biết. Những người khác tình cảnh, cũng không biết, tùy tiện hành động, ngược lại không tốt. Mục Vân độc thân rời đi, đám người cũng nhất nhất từ thạch đài bốn phía, rời đi đi địa phương khác. Mục Vân vào giờ phút này, nhìn bốn phía, một tòa đại lục, đại địa, thiên không, sơn lâm, phong thanh, cùng ngoại giới. Mà lại trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng. Mục Vân đoán không tệ, cái này Đông Hoa cổ thành, hẳn là ẩn nấp tại thời không trồng tầng ở giữa. Coi là dị không gian điểm này, không phải kỳ quái. Giống như các đại chủng tộc giới vực chỗ, thí dụ như ngũ linh tộc, tuy nói là tại đệ thất thiên giới bên trong, có thể cũng không phải là tại tứ thập ngũ đại vực địa vực bên trong. Mà là tại nào đó một vực chỗ dị không gian bên trong, mở ra một mảnh ổn định không gian, ở lại. Điểm này, cùng loại với Mục Vân hiện tại Chu Tiên Đồ bên trong thế giới. 5.000 dặm thế giới, không phải tại Thương Lan thế giới bên trong, mà là tại Chu Tiên Đồ bên trong. Hắn tại tôn vị cảnh giới, không làm được đến mức này. Có thể tại những cái kia cường đại xưng hào thần xưng hào đế, chưa hẳn làm không được. Chớ nói những cái kia xưng hào thần xưng hào đế, liền xem như chúa tể cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng có thể làm đến đi. Chỗ như vậy, sáng tạo ban đầu, yêu cầu cao nhất chính là ổn định, đầy đủ ổn định, là có thể đủ dài tồn bất diệt. Đông Hoa thần nhân, chúa tể cảnh giới. Mục Vân tự nhủ, không biết lưu lại cái này Đông Hoa cổ thành, rốt cuộc là ý gì. Nói, Mục Vân hướng phía trước mà đi, tuyển định một cái phương hướng, thẳng tiến không lùi, tóm lại là có thể có thu hoạch. Chỉ là, theo Mục Vân trước đi, lại tại cảm giác được, bản thân hắn truy tung. Khóe miệng hơi dương lên, Mục Vân nắm chặt lại quyền. Xem ra mới vừa vào nơi đây, cái gì đều không có thăm dò rõ ràng, ngược lại là có người gấp gáp. Bất quá, ta cái này giới tôn trận chiến đầu tiên, nhìn xem chính mình thực lực đến cùng như thế nào, cũng rất tốt. Mục Vân không dùng thần sắc, tiếp tục tiến lên, thẳng đến một mảnh giữa núi rừng. Cái này một mảnh sơn lâm, nhìn dài không quá trăm dặm, rộng cũng chỉ là mấy chục dặm, ngọn núi cao nhất, chỉ có ngàn mét mà thôi. Tiến nhập trên núi bên trong, Mục Vân thể nội khí tức, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp tại Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân giống như nhân gian tiêu tán. Người đâu, vào giờ phút này, hậu phương tam đạo thân ảnh, đột nhiên đi ra. Đáng chết, mới vừa rồi còn tại cái này. Một người khác mở miệng mắng, kia Thiên Vũ Ảm có thể cùng cái này ra hỏa bắt chuyện, kẻ này khẳng định bất phàm, giới tôn sơ kỳ cảnh giới, ba người chúng ta vây sát chi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Ba người vào giờ phút này, hết sức tức giận, giết ta chính là vì cái này cái. Một thanh âm, tại lúc này lại tại vang lên, Mục Vân thân ảnh, tại lúc này từ từ đi ra. Một bộ mặc sắc vũ phục, làm nổi bật lên hắn thon dài dáng người, tóc dài buộc lên, trên trán một luồng sợi tóc, hơi che chắn gương mặt, làm cho Mục Vân nhìn, mang theo vài phần phóng khoáng ngông nghênh. Ba người vào giờ phút này, cấp tốc tiếp cận Mục Vân. Ngươi đã sớm biết chúng ta đang đuổi ngươi, một người trong đó lạnh lùng nói. Đúng vậy a, vốn cho rằng ngươi nhóm tại muốn cùng ta hợp tác, không nghĩ tới ngươi nhóm tại muốn giết ta. Mục Vân bất đắc dĩ nói, cho nên đành phải dừng lại, trước tiên đem ngươi nhóm giết. Nghe đến lời này, ba người ngắn ngủi kinh ngạc hạ, lại tại nở nụ cười. Giết bọn hắn, bằng Mục Vân một người.
Ba người khóe miệng mỉm cười hiển hiện, ngươi thật đúng là đủ để ý mình. Một người trong đó trong tay xuất hiện nhất đạo bánh răng xoay tròn, mang mặc từng tia lạnh ý, nhìn về phía Mục Vân. Để ý mình, cái kia ngược lại là, Mục Vân giờ phút này, vừa sải bước ra, tứ tượng hóa thiên trận, kim điêu linh phong trận, ngũ uẩn Phật chú trận, một câu uống xong, mạn thiên đại trận, bao phủ bốn phía. Giờ khắc này, ba người sắc mặt biến hóa, Mục Vân thế mà còn là một vị giới trận sư. Đừng hoảng hốt, dẫn đầu một người, giờ phút này lại tại quát khẽ nói, cái này ra hỏa tại giới trận sư cũng không có việc gì, ba người chúng ta liên thủ, cái này ra hỏa cũng không phải tứ cấp giới trận sư, cái này ba tòa đại trận, giết không chết bọn ta. Nghe đến lời này, Mục Vân lại tại nhịn không được cười cười. Ta đúng là không có ý định dùng ba tòa tam cấp đại trận giết chết ngươi nhóm ba vị giới tôn sơ kỳ, chẳng qua là vây khốn ngươi nhóm, sợ các ngươi chạy mà thôi. Mục Vân giờ phút này, phi thân rơi xuống. Hồng Liên Nguyên Quyết, Tam Biện Thanh Liên. Một câu uống xong, Mục Vân hai tay ở giữa, đạo đạo cực nóng khí tức, tại lúc này bốc lên ra. Chương 3488, Đông Hoa Cổ Quốc. Mục Vân thân trước, nhất đạo hỏa liên, tại lúc này ngưng tụ. Chỉ là cái kia hỏa liên, tản ra thanh sắc quang mang, cực nóng khí tức, bao phủ hướng ba người. Tam Biện Thanh Liên bên trong, ẩn chứa cực nóng viêm khí. Giới lực tại lúc này, đều là bổ sung nóng dực khí tức. Ba người giờ phút này, không ngừng rút lui. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là ba tòa tam cấp đại trận, cho dù là giới tôn sơ kỳ, cũng không có khả năng một giây lát ở giữa dùng man lực phá vỡ. Oanh, trong khoảnh khắc, Tam Biện Thanh Liên nổ tung, ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, từ từ ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Trên mặt đất, ba bộ thi thể, đã là triệt để cháy đen. Mục Vân nhìn về phía ba bộ thi thể, ánh mắt bình tĩnh. Vừa tiến vào liền nghĩ ăn cướp thì thôi, hết lần này tới lần khác tìm ta làm cái gì, người nhóm coi là đều là thiên vũ ảm a. Một cỗ tinh khí thần, tại thôn phệ chi lực hạ, chảy vào đến thể nội. Đã lâu cảm giác, mấy năm này tu hành đề thăng, đều là tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, nhất trọng trèo lên trên. Thật lâu không có cái này loại, một cái thôn phệ thư sướng khí tức. Mà lần này Đông Hoa Cổ Thành chuyến đi, để Mục Vân rất là để ý một điểm chính là, các phương thiên tài tụ tập, hắn thôn phệ huyết mạch thiên phú, lại có thể biên độ lớn tăng lên. Loại cảm giác này, lại trở về, thiên vũ ảm, ô linh lung, giới thần cảnh giới thật sao, liền hào hào chờ lấy ta đi, Mục Vân thân ảnh, dần dần tiêu thất, không bao lâu lại có mấy người đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy kia trên mặt đất ba bộ thi thể nám đen, mấy người đều là ánh mắt nhất biến. Thật ác độc, không sai, thật ác độc. Lúc này mới vừa tới đến Đông Hoa Cổ Thành bên trong di tích, thậm chí còn không biết bên trong di tích đến cùng là tình huống như thế nào, liền xuất hiện tử thương. Quá ác, xem ra nơi đây, cơ hồ là người ăn người thế giới. Mấy tên đệ tử, cũng là cấp tốc rời đi. Mục Vân một thân một mình, không có gặp được người quen, hắn cũng không có ý định cùng ai kết bạn mà đi. Dù sao, tại nơi này, cùng người kết bạn, không khác là chính mình muốn chết. Tiến lên ở giữa, Mục Vân phát hiện phía trước xuất hiện một vùng phế tích. Phế tích chỗ bên trong, từng tòa kiến trúc, tàn tạ sụp đổ, thậm chí rất nhiều bụi bặm bao trùm ở trên. Phảng phất nơi đây đã là hoang phế trăm vạn năm lâu. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, đến phế tích ở giữa, bàn tay nhẹ nhàng chạm đến một tòa hỏng mặt tường. Kia mặt tường tại lúc này, ứng thanh ngã gục. Mục Vân đi qua nơi đây, cẩn thận điều tra xuống tới, cái gì kỳ lạ địa phương đều không có. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải rời đi, mà trước đi ở giữa. Không bao lâu, lại là phát hiện một vùng phế tích. Mục Vân vẫn y như cũ chưa từng bỏ qua mỗi một mảnh thổ địa, tiến nhập điều tra. Chỉ là, không thu hoạch được gì. Sau đó, thường cách một đoạn khoảng cách, Mục Vân chính là phát hiện một vùng phế tích, chăm chú chỉ là phế tích, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ cái gì đều biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong rồi. Mục Vân kiểm tra thực hư qua một vùng phế tích về sau, nhịn không được tự nhủ. Cái này đều đã là đi ngang qua 7-8 cái phế tích. Diện tích không tính lớn, cùng loại với một mảnh thôn xóm, có thể là kiến trúc chất liệu, cho dù là phong hóa, nhưng là vẫn y như cũ có thể nhìn ra, tiền nhiệm kiến tạo thời điểm, rất là tinh xảo. Liền xem như thôn xóm, cũng không có khả năng kiến tạo cái này tinh xảo. Phía trước, xuất hiện lần nữa một vùng phế tích, chỉ là lần này, Mục Vân lại là giữ vững tinh thần tới. Trước mắt phế tích nhìn, không phải như trước đó Mục Vân nhìn thấy nhỏ như vậy, mà là rộng lớn một mảnh, nhìn một cái, có lẽ có dài trăm dặm. Mấy chục dặm rộng. Mà lại, phế tích bên trong ở giữa, vài chỗ, cũng không có triệt để phong hóa, thậm chí là duy trì ban đầu dung mạo bộ dáng. Vào giờ phút này, Mục Vân tới gần phế tích,
Giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện, phế tích bên trong, vụn vặt lẻ tẻ, đã là có mười mấy người ở đây. Chỉ là mười mấy người này, hai hai tam tam một đội, cũng có người như hắn, đơn đả độc đấu. Kia mười mấy người phát giác có người đến, khi nhìn đến Mục Vân giới tôn sơ kỳ khí tức về sau, đều tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm. Một vị giới tôn sơ kỳ, cũng không phải cái gì cường giả, bọn hắn cũng không sợ hãi. Thậm chí, Mục Vân nếu là có thể có phát hiện, bọn hắn thậm chí là có thể từ trên thân Mục Vân cướp đoạt. Giờ phút này, Mục Vân cũng là cẩn thận phòng bị, không có chủ quan. Tiến nhập phế tích bên trong, Mục Vân cẩn thận tìm kiếm. Tinh tế nhìn xem đến, vẫn y như cũ là một chỗ không lấy được. Nhưng là, từ kia phế tích một khối thạch bài bên trên, Mục Vân lại là phát hiện một vài thứ. Đông Hoa Quốc, Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Thành, những chữ viết kia, phi thường cổ lão. Có thể là rất kỳ quái là, Mục Vân vẫn y như cũ nhận thức. Trước đó, đã từng xuất hiện qua chuyện như vậy. Một ít chữ cổ, không phải tồn tại ở hiện nay thời đại viễn cổ, thái cổ thời đại, có thể là Mục Vân hết lần này tới lần khác là có thể nhận ra. Vào giờ phút này nhìn lại, kia chữ cổ bên trên, viết mặc nội dung, bởi vì thời gian xa xưa, một ít chữ viết đã biến mất, Mục Vân chỉ có thể đạt được chút ít tin tức. Đông Hoa Cổ Quốc, Đông Hoa Đế Quân, Đông Hoa Thành, Mục Vân không khỏi cau mày nói, xem ra, viện trưởng bọn hắn đạt được tin tức, cũng không phải rất chuẩn xác, vị kia Đông Hoa thần nhân, tiền nhiệm thành lập một tòa quốc gia, Đông Hoa Quốc, mà lại, tự thành Đông Hoa Đế Quân. Chỉ là không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, Đông Hoa Quốc tựa hồ xong đời rồi, cái này Đông Hoa Quốc chỗ thiên địa, cũng là phong cấm tại thời không ở giữa. Cho tới bây giờ mới xuất hiện, Mục Vân đại khái minh bạch một ít chuyện. Chỉ là thạch bi ghi chép có hạn, hắn cũng không thể từng cái phân tích ra được. Nếu như biết nơi đây cổ quái, chỉ sợ đối hắn tìm di tích hạch tâm, có chỗ tốt cực lớn. Mà lại viện trưởng cũng nói, trưởng khống đầu mối then chốt, liền có thể điều khiển nơi đây. Nói không chừng, vị kia Đông Hoa Đế Quân, sinh tiền là một vị cường đại chúa tể cảnh cường giả, cho dù là lưu lại bảo tàng một phần mười tới tay, đối Mục Vân vị này giới tôn đến nói, đều không khác là lớn như vậy báu vật. Mục Vân tiếp tục tại phế tích bên trong xem xét lên. Không bao lâu, phát hiện vài cái danh tự, cái gì Thanh Phong Tử Lâu, Túy Nguyệt Hiên, Thịnh Khổng Các. Rất rõ ràng, nơi đây, tiền nhiệm hẳn là một tòa quy mô không tính nhỏ thành trì. Chỉ là, tại lịch sử cuồn cuộn xa luân phía dưới, cũng là tán loạn, hóa thành bụi bặm. Nơi này, đã từng ở lại người, chỉ là, những người này hiện tại đi nơi nào rồi? Rời đi rồi, còn là đều chết rồi. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không thể xác định. Đi địa phương khác xem một chút đi. Mục Vân xem xét một vòng, trừ những cái kia ghi chép thể chữ, cũng không có kỳ quái địa phương. Nhưng là chỉ ít, đối Đông Hoa di tích cổ, có hiểu biết, cũng không tính là cái gì cũng không biết. Đối với cái này đi, Mục Vân lại là càng thêm có xác định. Xem ra, nơi đây thật là cực kỳ không đơn giản. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem bốn phía, chuẩn bị rời đi. Tiếp tục tiến lên. Nhìn xem có thể hay không đụng phải càng lớn thành trì. Có lẽ, một ít cổ thành, cũng không có tiêu thất, vẫn tồn tại khá vật có giá trị. À, chỉ là, liền xem Mục Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, nhất đạo kêu thảm âm thanh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Khoảng cách Mục Vân bất quá vài trăm mét bên ngoài, một tên giới tôn sơ kỳ võ giả, bị một trưởng miệng lớn, trực tiếp chặn ngang cắn chúng, tiên huyết chảy ra, kêu thảm không thôi. Chương 3489, Thạch Giáp Thú. Tiên huyết phun ra. Mục Vân ánh mắt giờ phút này cũng là sững sờ. Kia cự thú, thân cao trăm trượng, miệng giờ phút này đem đệ tử kia, sống sờ sờ xé rách, cắn lấy trong miệng, như cùng ăn một khối cây tăm thịt. Cự thú giờ phút này, chậm rãi từ phế tích bên trong leo ra. Tứ chi khổng vũ hữu lực, thân thể giống như mãnh hổ hùng sư, có thể là kia đầu, lại giống như là tê tê. Giờ phút này nhìn, cho người cảm giác rất cổ quái. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Giáp Thú, có sắc mặt người nhất biến, vội vàng quát truyền ngôn, tiêu thất tại thái cổ thời kỳ Thạch Giáp Thú, thế nào còn sống sót lấy. Giờ khắc này, mười mấy người đều chạy trốn, Mục Vân cũng là không do dự nữa, giây lát ở giữa xoay người chạy. Một cái đem một vị giới tôn sơ kỳ võ giả nuốt, hào không phản kháng lực, đủ để tưởng tượng, cái này Thạch Giáp Thú thực lực. Chỉ là giờ phút này, kia Thạch Giáp Thú lại là nhìn một vòng, thế mà là hướng thẳng đến Mục Vân đuổi theo. Qua tàu, người có bệnh a. Mục Vân giờ phút này mắng một cái, vừa rồi có người, bị dọa ngất đầu, trực tiếp từ trước người hắn bay qua, Thạch Giáp Thú cùng không nhìn thấy, chỉ lo nhìn chằm chằm hắn. Cái này ra hỏa, đầu óc có bệnh, kia to lớn Thạch Giáp Thú, toàn thân lông tóc theo phong mà động, nhưng là trên đầu, lại là bao trùm lấy lân giáp.
giờ phút này chạy như bay, tốc độ cũng không tính chậm. Mục Vân mấy lần muốn tránh thoát, lại là phát hiện, căn bản tránh thoát không xong. À, chỉ là giờ phút này, một bên khác, lại một đạo kêu thảm tiếng vang lên. Mục Vân định thần nhìn lại là phát hiện, một bên khác, thế mà cũng là xuất hiện một cái thạch giáp thú, há miệng đem một tên giới tôn trung kỳ đệ tử cho nuốt. Giờ khắc này, mọi người đều là mộng, còn có, rầm rầm gạch ngói vụn nhấc lên thanh âm vang lên, từng cái thạch giáp thú, từ phế tích ở giữa, không ngừng phá đất mà lên. Mục Vân giờ khắc này, trong tim nhảy động, quá khủng bố, chạy, một câu quát khẽ, Mục Vân nhanh chân liền chạy, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra, một cỗ sức mạnh cường thịnh, không ngừng phóng thích ra ở giữa. Hồng Liên Nguyên Quyết, Tam Biện Thanh Liên, một câu uống xong, Tam Biện Thanh Liên, tại lúc này rời khỏi tay, bay tới kia thạch giáp thú thân trước. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, giới lực điên cuồng càn quét ra, dẫn phát xuất ra đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng. Giờ khắc này, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn, Tam Biện Thanh Liên, có thể miểu sát giới tôn sơ kỳ, có thể là, tại kia thạch giáp thú thân trước nổ bể ra đến, chỉ là dẫn động một mảnh nổ đùng mà thôi. Thạch giáp thú, bình yên vô sự, vào giờ phút này, cho dù là thạch giáp thú đều là ngẩn người, nhìn về phía Mục Vân. Tựa hồ, hắn cũng rất kinh ngạc, trước mắt cái này nhân loại, là tại. Thả pháo hoa sao, đánh cái rắm, Mục Vân một tiếng quát tháo, thương hoàng thần y tại thân, giây lát ở giữa hóa thành một đạo thiểm điện, chạy trốn nơi đây. Tam Biện Thanh Liên uy lực, hắn đã nghiệm chứng qua, có thể là đối nhân ra, chính là gãi ngứa ngứa, không chạy chờ cái gì. Chờ chết, giờ khắc này, Mục Vân không có một điểm chống cự tâm tư. Phi tốc chạy trốn, chỉ là sau lưng, đột nhiên lại nhiều ra hai cái thạch giáp thú, đuổi theo thân ảnh của hắn. Mà xoay người lại xem xét, kia phế tích cổ thành bên trong, thế mà là xuất hiện mấy chục con thạch giáp thú, bay về phía bốn phía. Cái gì còn không có mò lấy, trước đụng phải một đám vô địch thạch giáp thú. Mục Vân kêu khổ liên tục, có thể là dưới chân lại là không dừng lại tới. Một đường hướng phía trước phi nước đại, kia ba con thạch giáp thú, giờ phút này có một cái, tựa hồ mất kiên trì, ngừng lại. Có thể mặt khác hai cái, lại là không ngừng đuổi theo Mục Vân. Phía trước, xuất hiện một mảnh rừng rậm, Mục Vân không nói hai lời, chui vào thâm lâm bên trong. Rầm rầm rầm, phía sau, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, những cái kia thạch giáp thú, tại lúc này từng cái vọt ra. Giờ phút này, Mục Vân phía sau, từng khỏa cây cối, ầm vang sụp đổ, toàn bộ xâm lâm bên trong, đều là đại địa lay động. Mà giờ khắc này, xâm lâm chỗ sâu, một mảnh đầm nước ở giữa. Mấy đạo xinh đẹp thân ảnh, đứng vững tại đầm nước bốn phía. Phát sinh chuyện gì rồi? Trong đó một tên nữ tử nhìn không được nói. Tựa hồ nơi xa có người giao thủ. Một tên khác nữ tử từ từ nói, tựa như là cùng bên trong vùng rừng rậm này cổ thú giao thủ với nhau. Nhìn kỹ lại, nơi đây bảy tên nữ tử, đều là quần áo hiển sáng, khí tức không thấp. Từng cái nhìn qua, đều là giới tôn cảnh giới, mà lại không chỉ là sơ kỳ đơn giản như vậy. Đi xem một chút đi, cẩn thận kia giao chiến xung kích ở đây, chậm trễ Nguyên sư tỷ. Lập tức có hai người, tại lúc này bay ra. Nhìn kỹ lại, trong hàn đàm, một bóng người xinh đẹp, xếp bằng ở hàn đàm phía trên, thể nội giới lực, vững vàng khuếch tán, tại hàn đàm bốn phía, càn quét ra. Mà tại dưới hàn đàm, tựa hồ ẩn chứa cái gì, cho người cảm giác, nữ tử kia cùng trong hàn đàm thứ gì, dung hợp một thể. Vào giờ phút này, hai tên nữ tử đi ra, hướng phía thanh âm oanh minh phương hướng mà đi. Xa xa, chỉ thấy kia một thân kim hoàng quang mang Mục Vân, lao vùn vụt tới. Phía sau, thạch giáp thú lao vùn vụt mà ra, băng băng mà tới. Kia thân thể to lớn, va đập vào từng khỏa cổ thụ, tiếng va đập đinh tai nhức óc. Là thạch giáp thú, trong đó một tên nữ tử biến sắc, quát, đáng chết, cái này hỗn đản chọc thạch giáp thú. Làm sao bây giờ, một tên khác nữ tử mặt liền biến sắc nói. Nhanh chóng thông chi Nguyên sư tỷ bọn nàng, ta tại địa phương này ngăn cản một lát. Bá, trong đó một tên nữ tử, giây lát ở giữa phóng tới tiến đến. Một tên khác nữ tử, tại lúc này chiết thân mà quay về. Mục Vân giờ phút này, chú ý đầu không để ý đuôi, cuống quýt trốn khỏi nơi đây, phía sau cái kia thạch giáp thú, thật là quyết tâm muốn đuổi kịp hắn. Mục Vân lúc này thế nào cũng không bỏ rơi được, vào giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh lao vùn vụt tới. Mục Vân thấy rõ thân ảnh kia, lập tức quát, chạy mau. Hừ, nữ tử kia vào giờ phút này, lại là mặc kệ Mục Vân, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Kiếm mang xông ra, tại lúc này đánh giết phía trước. Oanh, một đạo kiếm khí xông ra ở giữa, kia thạch giáp thú tại lúc này, thân ảnh ngừng lại. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ, thật mạnh kiếm khí, nhất kiếm ngăn trở thạch giáp thú. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là ngừng lại,
Nữ tử nhìn về phía Mục Vân, quát, vì cái gì đem thạch giáp thú dẫn tới? Là mục đích gì? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Là mục đích gì? Hắn có thể có cái gì giáp tâm? Ta không phải biết ngươi tại địa phương này, thực sự là thật có lỗi. Mà lại, ngươi cũng không cần thiết xông về phía trước, để chính ta bị đuổi theo chính là, ta không có để ngươi hảo tâm như vậy tới cứu ta. Nghe đến lời này, nữ tử kia lại là lãnh nguyệt cười một tiếng. Cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi đáng giá ta cứu ngươi sao? Vào giờ phút này, thạch giáp thú tựa hồ chuyển đổi mục tiêu, nhìn về phía nữ tử kia. Thần sắc cô gái kia lạnh lẽo, trường kiếm trong tay, quang mang lóe lên, một đạo kiếm mang, phóng lên tận trời ở giữa, kiếm quang lẫm liệt, giữa trời hạ xuống. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời, một tia chớp bị dẫn động, trực tiếp bổ xuống. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, thạch giáp thú vào giờ phút này, đầu một mộng, thân ảnh lại là giảm xuống mấy phần. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía trước, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm nghị. Giới tôn hậu kỳ, nữ tử này thể hiện ra tam khiếu chi lực bộc phát, hẳn là giới tôn hậu kỳ. Chỉ là, cho dù là giới tôn hậu kỳ, vào giờ phút này, lại là cũng vô pháp đem kia thạch giáp thú trọng thương, chỉ là chấn nhiếp thạch giáp thú tốc độ, không ngừng giảm xuống mà thôi. Chương 3490, chênh lệch, đi thôi, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, cái này ra hỏa da dày thịt béo, còn không có nổi giận, một ngày nổi giận, không biết lực bộc phát sốt cục mạnh đến mức nào, ngươi không phải là đối thủ. Không cần ngươi quản, lăn đi, nữ tử quát to một tiếng, Mục Vân vào giờ phút này, lại là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên, đâm nghiêng bên trong, mặt đất vỡ ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại một cái thạch giáp thú, tại lúc này phá đất mà lên, một cái to lớn móng vuốt, trực tiếp đập vào nữ tử kia thân trước. Nữ tử biến sắc, huy kiếm ngăn cản, có thể là thạch giáp thú một chảo chi lực, quả nhiên là bá đạo vô cực. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, nữ tử sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi rơi vãi giữa không trung, mà ban đầu cái kia thạch giáp thú, tại lúc này cũng là ngao ngao gầm rú lên. Hai cái, giờ phút này, nữ tử kia sắc mặt trắng nhợt, Mục Vân lúng túng nói, mới vừa rồi là hai cái một mực đuổi theo, đột nhiên thiếu một chỉ, ta tưởng rằng từ bỏ. Ngươi ngậm miệng, Mục Vân giang tay ra, rút đi, nữ tử này giới tôn hậu kỳ cảnh giới thực lực, đúng là rất mạnh, có thể là đối mặt một cái, cũng chính là ngăn cản một lát mà thôi, hai cái cùng tiến lên, nữ tử này cũng không chống đỡ được. Không thể rút, nữ tử giờ phút này lần nữa nói, nguyên sư tỷ bọn nàng còn tại đằng sau, chúng ta nếu là rút, cái này hai cái xúc sinh trực tiếp liền vào tới phía trước, nguyên sư tỷ hiện tại vô pháp rời đi. Hả, Mục Vân hiện tại cuối cùng là minh bạch, nàng coi là nữ nhân này, là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hóa ra chính mình suy nghĩ nhiều, nhân ra căn bản chính là vì mình. Nghĩ đến đây, Mục Vân ngược lại là không có áp lực tâm lý. Chỉ là, người khác tại địa phương này làm lấy cái gì bí mật sự tình. Hắn mang đến thạch giáp thú, quấy rầy đến người khác, chung quy là hắn không đúng. Giờ phút này, Mục Vân rút kiếm, Thanh Nguyên kiếm, năm đó viện trưởng sử dụng qua tứ phẩm giới khí, về sau Thiên Vũ Ảm cũng dùng qua này kiếm. Tuy có hao tổn, có thể là gánh chịu thương minh viện trưởng cùng Thiên Vũ Ảm kiếm, còn là chữa trị hảo, thậm chí so với bình thường tứ phẩm giới khí, càng thêm có thần hiệu. Vào giờ phút này, Mục Vân mục quang lãnh lệ, ta sẽ cùng với ngươi nhất đạo ngăn cản, ta rước lấy phiền phức. Quấy dày đến ngươi nhóm, thực sự là thật có lỗi. Mục Vân giờ phút này, nhất kiếm bay ra, nữ tử kia nhãn bên trong lạnh lùng, tại lúc này yếu bớt mấy phần. Ngươi bất quá là giới tôn sơ kỳ, không làm gì được cái này thạch giáp thú. Nữ tử lên tiếng nói, thanh âm lại là nhu hòa mấy phần. Đừng nói nhảm, ngươi một cái ta một cái, ngăn cản bọn hắn, vì ngươi người rời đi làm kéo dài đi. Mục Vân giờ phút này, Thanh Nguyên kiếm nơi tay, này kiếm, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi dung hợp. Chỉ là, kiếm thể tam đoán hắn, cho dù không có cưỡng ép xung hợp, đối với cái này kiếm cũng có nhất định áp chế lực. Giờ khắc này, Mục Vân nhất kiếm chém ra, Thiên Chiếu Hoàng kiếm quyết, Thiên Nguyệt Trảm phong, nhất kiếm chém ra, tiếng gió rít gào ở giữa, đạo đạo phong nhận, hóa thành loan nguyệt, phô thiên cái địa, trực tiếp giết ra. Khanh khanh khanh, kia từng đạo kiếm khí, bị thạch giáp thú lân giáp đầu lâu ngăn cản xuống tới. Vào giờ phút này, chỉ có đạo đạo điện quang. Lại là vô pháp thương tới đến thạch giáp thú mảy may. Một thanh âm, tại Mục Vân trong đầu vang lên. Đồ đần, cái này ra hỏa đầu cứng, ngươi công kích bụng nó vị trí. Quy nhất giờ phút này mở miệng nói, thạch giáp thú hồng hoang sở tồn, về sau dần dần diệt tuyệt, cũng là bởi vì quá lười biếng, không thích động, cho nên quanh năm cái bụng dán tại chính mình trong ổ, trên đầu lân giáp, trên thân da lông,
phòng ngự đều là rất mạnh, nhưng là bụng phòng ngự lại là rất yếu. Mục Vân im lặng nói, ta cũng biết a, có thể ta cũng phải công kích đến a. Từ đầu đến cuối, cái này thạch giáp thú đều là thân thể sát mặt đất, căn bản không có đứng dậy qua. Liền xem như truy đuổi Mục Vân, cũng là sát mặt đất, một đường mạnh mẽ đâm tới, căn bản thân thể không có thoát ly mặt đất. Hắn không dậy, người đem hắn tạc lên, Quy Nhất mắng, tạc lên, Mục Vân giờ phút này nhìn một chút kia giống như núi nhỏ đồng dạng thạch giáp thú thân thể, cười ha ha. Quy Nhất đang nằm mơ, mà giờ khắc này, một bên khác, nữ tử kia bị một cái khác thạch giáp thú cuốn lấy, cũng là không thoát thân được. Vào giờ phút này, hai người đều không dễ chịu, mà lại cái này thạch giáp thú, có vẻ như không có lực công kích, hai người một mực tấn công mạnh, có thể là thạch giáp thú lại không cái gì phản kháng, chỉ là chống cự lại. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp giết ra. Ngang ngược lực quyền, oanh kích lấy thạch giáp thú dưới chân đại địa. Chỉ là, đại địa oanh minh, thạch giáp thú thân thể lay động lắc, lại là tuyệt không cách mặt đất. Cái này ra hỏa, dày như vậy nặng thân thể, mới vừa rồi là chạy thế nào nhanh như vậy. Lại đến, Mục Vân lần này, là thật sự giận, nhất kiếm giết ra ở giữa. Trong khoảnh khắc, trong tay nâng lên thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô tại lúc này, bộc phát ra trăm trượng nham tương cự long, trực tiếp đáp xuống, đến kia thạch giáp thú thân trước. Nham tương cự long đầu ầm vang ở giữa chui xuống dưới đất, nhất đạo cuồng bạo khí thế, tại lúc này bộc phát ra. Oanh, đại địa vỡ ra, cự long ngạnh sinh sinh đem kia thạch giáp thú nâng lên. Mà cho tới giờ khắc này, cự long đem thạch giáp thú nâng lên, thế nhưng lại là Mục Vân điều khiển thiên địa hồng lô, đem thạch giáp thú trực tiếp cho nâng lên. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới cảm giác được, cái này thạch giáp thú trọng lượng. Nhìn bất quá là trăm trượng lớn nhỏ thân thể, có thể là thân thể giống như một tòa núi cao vạn trượng. Chật vật đem kia thạch giáp thú nâng lên, cách mặt đất trăm trượng khoảng cách ở giữa, Mục Vân giờ phút này, sắc mặt đỏ lên. Thanh Nguyên kiếm, kiếm ra, một đạo kiếm khí, tại lúc này tụ tập. Thiên Nguyệt Trảm Phong, đạo đạo phong nhận kiếm khí, chém về phía thạch giáp thú. Chỉ là lần này, lại là chém về phía thạch giáp thú phần bụng vị trí. Oanh, chỉ là, ngay tại giờ phút này, Mục Vân kiếm khí, còn chưa giết tới kia thạch giáp thú thân trước. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo kiếm khí, tại lúc này đột nhiên giáng lâm. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, kiếm khí rơi xuống, chỉ gặp kia thạch giáp thú thân thể, giống như một khối đậu hũ, bị hết thảy hai nửa. Tiên huyết giải đầy thiên không, Mục Vân giờ phút này, chỉ cảm thấy áp lực chợt giảm. Thạch giáp thú, chết, thân thể một phân thành hai, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt kinh ngạc, trên bầu trời, một thân ảnh, từ từ giáng lâm. Một bộ bạch y, tóc dài nhu hòa như nước, tán tại sau lưng, kia tinh xảo khuôn mặt, mang theo vài phần lãnh đạm, thon dài dáng người, lồi lõm tinh tế. Kia một bóng người xinh đẹp, cầm trong tay trường kiếm, liền như vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Kiếm thứ hai, lại lần nữa chém ra, bành, một cái khác thạch giáp thú, tại lúc này cũng là thân thể vỡ ra. Hai cái thạch giáp thú, trong khoảnh khắc mất mạng, mà lại là lấy kiếm thuật, công kích kia thạch giáp thú đầu bộ, phần lưng khu vực, cứng rắn nhất, phòng ngự tối cường khu vực. Mục Vân nhìn về phía kia xuất hiện bạch y nữ tử. Ít nhất là giới tôn đỉnh phong cảnh giới đi, hoặc là, bước vào giới thần cảnh giới rồi. Giới tôn tứ trọng cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Nhất cảnh giới nhất trọng thiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn giới tôn sơ kỳ, thi triển Hồng Liên Nguyên Quyết, Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, không kém giới tôn trung kỳ, có thể là căn bản vô pháp ngăn cản thạch giáp thú. Mà kia giới tôn hậu kỳ nữ tử, lại là có thể làm được. Đến cái này giới tôn đỉnh phong cảnh giới bạch y nữ tử, nhất kiếm chém giết. Cảnh giới chênh lệch, tại lúc này mở ra hoàn toàn. Mà lại, Mục Vân đến giới tôn sơ kỳ, chưa kinh lịch đại chiến, trên tay mấy môn giới quyết, uy lực là rất mạnh. Có thể là bộc phát lại là không đủ. Giờ phút này xem ra, mới phát giác đến, chênh lệch đến cùng bao lớn. Chương 3491, giam giữ. Nguyên sư tỷ, nữ tử kia nhìn về phía bạch y nữ tử, hổ thẹn nói, là ta làm việc bất lợi, quấy rầy đến nguyên sư tỷ. Không sao cả, bạch y nữ tử vào giờ phút này, thân ảnh phiêu phù ở giữa không trung, liếc nhìn bốn phía. Thấy cảnh này, Mục Vân giờ phút này, nhìn bốn phía, rón rén, chuẩn bị rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là vừa đi ra trăm mét, một đạo kiếm khí, phá không mà đến, hai thân ảnh, một trước một sau, nhìn về phía Mục Vân. Phiền phức giải quyết, không có ta chuyện gì. Mục Vân rung động cười nói. Nhất kiếm đánh chết thạch giáp thú giới tôn đỉnh phong, hắn đối đầu. Một con đường chết, vào giờ phút này, bạch y nữ tử kia lại là mặc kệ.
quay người rời đi ở giữa, Bạch Y nữ tử thản nhiên nói, đem kẻ này tạm thời tạm giam, chờ chúng ta rời đi lại thả. Nguyên sư tỷ, trong đó một tên nữ tử vội vàng nói, giết chính là. Kia Nguyên sư tỷ ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, lại là không có nói nhiều, trực tiếp rời đi. Mang đi, mở miệng nữ tử giờ phút này trực tiếp hạ lệnh. Giờ khắc này, Mục Vân muốn chạy, chỉ là tổng hợp nghĩ xuống tới, tựa hồ chỉ có chính mình thi triển cuối cùng đại tác mệnh thuật, là có thể phản sát mấy người. Nghĩ đến đây, Mục Vân còn là quyết định, lưu lại. Nếu thật là chạy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Bạch Y nữ tử, tựa hồ không muốn giết hắn, đã như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Bạch Y nữ tử đến cùng là ý tưởng gì. Hai tên nữ tử đè ép Mục Vân, hướng phía trước mà đi. Cuối cùng, mấy người thân ảnh rơi xuống, đến một vùng thung lũng ở giữa. Cái này một vùng thung lũng, nhìn lẫn nhau kết nối. Kia hai tên nữ tử, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt mang theo khinh miệt. Một vị giới tôn sơ kỳ mà thôi, coi như Mục Vân muốn chạy, cũng không có khả năng ở ngay dưới mắt bọn họ chạy. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là đánh giá bốn phía. Hắn chỗ cái này một cái sơn cốc, rất nhỏ, dài rộng bất quá 10 mét, hai tên nữ tử canh giữ ở sơn cốc cốc khẩu, hắn không chỗ có thể đi. Mà từ cốc khẩu nhìn ra phía ngoài, vẫn y như cũ có mấy người đứng ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí, xem xét bốn phía, tùy thời phòng bị. Đến mức lại bên ngoài, đến cùng là cái gì, Mục Vân liền không biết. Vào giờ phút này, nhìn về phía sơn cốc bên trong, Mục Vân ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Người nhóm vị sư tỷ kia, là ai? Tất cả mọi người là đến rèn luyện, người nhóm chẳng lẽ không tùy tiện đi một chút không? Mục Vân mở miệng, hai người kia lại là căn bản không để ý tới. Bắt ta, không giết ta, người nhóm coi như không nói cho ta là người như thế nào, ta tóm lại về sau cũng sẽ biết. Ngậm miệng, hai nữ giờ phút này, lại là đồng thời quay người, quát to một tiếng. Mục Vân cười cười xấu hổ, lựa chọn ngậm miệng, giữ dằn, chỉ là, mấy người kia, hiển nhiên là đến từ một cái tông môn. Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc Gia, Nguyên Sư Tỷ, cái tên này, hẳn không phải là Mạc Gia tử đệ, Mạc Gia bên trong, tuy nói cũng có họ khác. Có thể là họ khác võ giả, là không có cao như vậy thân phận. Vị này Nguyên sư tỷ cho dù là giới tôn đỉnh phong, nếu là người nhà họ Mạc, cũng không có khả năng có cái này vài vị, khăng khăng một mực. Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, hai tông này đệ tử, cái nào? Tả hữu đoán không được, cái này hai tên nữ tử cũng không để ý tới Mục Vân. Mục Vân dứt khoát khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tu hành. Trước đó thi triển Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, cùng với nhìn thấy kia Nguyên sư tỷ thi triển kiếm thuật, Mục Vân khá có tâm đắc. Hắn kiếm thể tuy mạnh, có thể là kiếm thuật còn là tồn tại thiếu hụt. Điểm này, cũng không thể coi nhẹ. Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm, bắt đầu diễn hóa. Kia hai tên nữ tử nhìn thấy Mục Vân không có động tĩnh, cũng là không rảnh để ý. Coi như Mục Vân hiện tại bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng tu đến giới tôn đỉnh phong cái gì, bọn nàng ngược lại là không lo lắng. Như thế như vậy, tại trong sơn cốc này, một ở sấp xỉ hơn nửa tháng thời gian. Sơn cốc bên ngoài. Vẫn y như cũ là bình tĩnh vô cùng, thủ hộ Mục Vân hai tên nữ tử, ngược lại là đổi ba đợt. Cái này nửa tháng thời gian, Mục Vân cái gì cũng không làm, chính là chỗ đả tọa, ngẫu nhiên đứng dậy, lấy tay ở kiếm, diễn luyện mấy chiêu, làm cho chính mình đối Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết, càng thêm quen thuộc mấy phần. Cái này một ngày, Mục Vân vẫn tại sơn cốc bên trong tĩnh tọa. Oanh, đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Sơn cốc bên ngoài, một trận cuồng bạo khí tức. Tại lúc này bộc phát ra. Mục Vân mở hai mắt ra, thần sắc cảnh giới. Kia đứng tại sơn cốc bên ngoài hai người, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Thế nào rồi, tựa hồ có người xông vào. Hai người giờ phút này, ý muốn điều tra, nhưng khi nhìn một chút sau lưng Mục Vân, hai người lại là không nhúc nhích. Mục Vân giờ phút này im lặng nói, người nhóm chỉ ít đi ra xem một chút ha, nếu là có người tới xâm phạm, ba người chúng ta tại nơi này cái gì cũng không biết, chờ chết sao. Ra ngoài một cái. Lưu lại một cái nhìn ta không chạy. Hai người nghe vậy, nhìn nhau, ngươi thành thật điểm, trong đó một tên nữ tử nói, Thất Nguyên, ngươi tại cái này nhìn xem, ta đi xem một chút. Mục Vân cuối cùng biết trong đó một tên nữ tử kêu cái gì. Giờ phút này, Mục Vân đến miệng sơn cốc, nữ tử kia một mặt cảnh giới nói, lui về. Ngươi kia đại địch ý làm gì? Mục Vân lần nữa nói, ngươi vị kia Nguyên sư tỷ đem ta giam giữ, chính là sợ ta ra ngoài, bại lộ ngươi nhóm vị trí. Người nhóm hẳn là đối với chỗ này thứ gì rất để ý. Ta minh bạch đạo lý này, lại không hận ngươi nhóm, hiện tại là bên ngoài sai lầm, ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn một chút, vạn nhất ngươi kia Nguyên sư tỷ chịu không được, hai ta cũng không thể tại bực này chết a.
ngươi nói đúng hay không, Thất Nguyên? Thất Nguyên một bộ váy dài màu lam, tết tóc đuôi ngựa, bộ dáng tú lệ, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, cảnh giới tâm thiếu mấy phần. Nguyên sư tỷ mang bọn ta mấy người tại địa phương này, đúng là phát hiện một ít vật cổ quái, những này thời gian, Nguyên sư tỷ đều đang dò xét, bất quá còn không có phát hiện. Thất Nguyên từ từ nói, bắt ngươi cũng là sợ ngươi dẫn người lại đến, ngươi tại cái này chờ lấy, Nguyên sư tỷ cũng không có giết ngươi. Mục Vân gật gật đầu, theo như cái này thì, mấy người kia coi như phẩm hạnh không tệ, không phải loại kia người hiếu sát. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra. Sơn cốc bên ngoài, giờ phút này tiếng oanh minh không ngừng. Ta cùng ngươi nhất đạo đi ra xem một chút đi. Mục Vân lần nữa nói, vạn nhất ngươi vị kia Nguyên sư tỷ gặp được phiền phức, ngươi cũng có thể giúp đỡ. Đến thời điểm coi như ta chạy, người nhóm nơi này cũng bị người biết, không quan trọng. Thất Nguyên nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt mang theo vài phần thẩm tra. Thế nào cảm giác, giống như Mục Vân lời nói rất có đạo lý, nhưng là nói đến lại là để người kia không tin tưởng. Luôn cảm giác có gì đó quái lạ tại, ngươi nếu là có dũng khí chạy, ta định giết ngươi. Không chạy, ngươi yên tâm. Hai người giờ phút này, rời đi sơn cốc, cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới phát hiện. Cái này một tòa một cái sơn cốc, giữa lẫn nhau là giúp nhau phủ lấy. Hai người một liền đi vài tòa sơn cốc, lúc này mới xuất hiện tại một tòa khá lớn sơn cốc bên trong. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, một tòa hàn đàm. Hàn đàm bốn phía, đứng vững tam đội nhân mã, giờ phút này đã là giao thủ. Lý Nguyên Triều, kia Nguyên sư tỷ cầm kiếm, ngữ khí lãnh đạm, người đang tìm cái chết. Mà tại hắn bên trái phía trước, một tên thanh niên, tóc dài buộc lên, dáng người thon dài, mặt mỉm cười. Lại là lạnh nhạt cười nói, Nguyên Thanh Y, cái này tiểu tiểu hàn đầm phía dưới, có động thiên khác, ngươi cũng đừng chính mình độc chiếm a, mọi người cùng nhau chia sẻ tốt bao nhiêu a. Đúng vậy a, tại Nguyên Thanh Y phía bên phải, một tên nam tử, thể trạng tương đối khôi ngô một ít, thanh âm trung hậu, thiếu dung lại là rất gian trá. Chương 3492, 10 đối 15. Nam tử khôi ngô giờ phút này cũng là cười cười nói, Nguyên Thanh Y, ngươi đều xem xét nhiều như vậy thiên. Có thể là vẫn y như cũ không thu hoạch được gì, có phải là nên cho chúng ta cơ hội nhìn xem rồi. Cổ thước, Nguyên Thanh Y ánh mắt lãnh nguyệt, Quy Nguyên Tông bên trong, ngươi tính tình bản tính, ta còn có thể không biết sao. Nguyên Thanh Y, ít tại cái này tự kiềm chế rất cao. Quy Nguyên Tông bên trong, ngươi đây tính toán là cái gì đồ tốt sao? Trang cái gì thanh cao cao ngạo, kia cổ thước giờ phút này cũng là quát khẽ nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thanh Y giờ phút này mục quang lãnh lệ, người thân là Quy Nguyên Tông đệ tử, lại là cùng Kinh Lôi Tông đệ tử liên hợp, giáp tâm ở đâu? Nguyên Thanh Y lần nữa nói, cổ thước cười nhạo nói, chỉ là vừa tốt, ta cùng Lý Nguyên Triều đều là tại địa phương này mà thôi, vừa lúc đụng phải ngươi, chỉ thế thôi, thiếu cho ta đóng cái gì mũ. Thật sao, Nguyên Thanh Y lại là chế nhạo một tiếng, lười nhác nói nhiều. Mà cho tới giờ khắc này, Mục Vân vừa rồi làm rõ ràng. Nguyên Thanh Y, Quy Nguyên Tông đệ tử. Cái kia cổ thước, cũng là Quy Nguyên Tông đệ tử. Mà kia Lý Nguyên Triều, lại là Kinh Lôi Tông đệ tử. Không biết hai người này làm sao làm đến cùng một chỗ, xuất hiện tại địa phương này. Vào giờ phút này, Mục Vân theo Thất Nguyên, nhìn xem giữa sân. Cổ thước bên cạnh, hết thảy 8 người. Mà kia Lý Nguyên Triều bên cạnh, hết thảy 7 người. Hai phe cộng lại, 15 người. Nguyên Thanh Y cái này, hết thảy 9 người. Đơn giản so với xuống tới, Mục Vân phát hiện, Nguyên Thanh Y cái này. Thua không nghi ngờ, tại chỗ tối cường ba người, chính là Nguyên Thanh Y, Cổ Thước, Lý Nguyên Triều. Ba cái giới tôn đỉnh phong, còn dư mười mấy người, đều là giới tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Tính toán đâu ra đấy tăng thêm hắn, Nguyên Thanh Y toán 10 cái người. So sánh phía dưới, vẫn y như cũ là không đủ lực lượng cùng Lý Nguyên Triều, Cổ Thước hai phe hợp lại. Cổ Thước giờ phút này mở miệng nói, Nguyên Thanh Y, nhường còn là không nhường. Không nhường, Nguyên Thanh Y lạnh lùng nói. Đã không nhường, kia liền nhận lấy cái chết. Một câu uống xong, cổ thước trong tay xuất hiện một cái tinh thiết côn, cây gậy dây lát ở giữa sông ra, cổ thước thân ảnh tại lúc này, cũng là theo cây gậy cùng một chỗ sông ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Nguyên Thanh Y trường kiếm trong tay, trực tiếp giết ra. Mà đổi thành một bên, Lý Nguyên Triều giờ phút này, tay không tất sắt, cũng là trực tiếp thẳng hướng Nguyên Thanh Y. Hai chọi một, Nguyên Thanh Y chỉ sợ khó đỉnh, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Mục Vân giờ phút này, đã bắt đầu sinh thoái ý. Cũng không phải hắn sợ chết, chỉ là vào giờ phút này, cùng đám người này điên đấu, không cần thiết. Coi như phân ra cái thắng bại đến, cũng không có hắn chỗ tốt. Muốn chạy, giờ phút này,
Nhất Đạo cười nhạo tiếng vang lên, Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều bên cạnh hai người mấy người, cũng là đều xuất thủ. Một vị giới tôn sơ kỳ, rõ ràng đem muốn chạy đi Mục Vân, xem như Nguyên Thanh Y người bên cạnh. Kia giới tôn sơ kỳ, trực tiếp giết ra ở giữa, toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là bất đắc dĩ. Lão tử đều không dự định cùng các ngươi đánh, hết lần này tới lần khác cản lão tử. Thật làm lão tử là dễ khi dễ đúng không? Mục Vân nộ khí thiêu đốt, vọt thẳng ra. Hồng Liên Nguyên Quyết, Tam Biện Thanh Liên tại lúc này, giây lát ở giữa bộc phát, trực bức kia giới tôn sơ kỳ mà đi. Tiểu tiểu Tam Biện Thanh Liên, nhìn như uy lực không hiện, có thể là đang đến gần nam tử kia giây lát ở giữa, vỡ ra. Ầm ầm thanh âm vang lên, nam tử ngực, giây lát ở giữa xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Từng sợi tiên huyết tại lúc này nhìn, cực kỳ khủng bố. Ngươi, đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, Mục Vân giờ phút này, lại là không cho hắn quá nhiều lời nói thời gian. Vừa sải bước ra, một quyền giết ra ở giữa, thanh uyên kiếm tại lúc này xông ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong nhất thức bộc phát, kiếm khí như đao gió, đạo đạo đâm ra. Phốc 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 thanh âm vang lên, Thiên Nguyệt Trảm Phong tại lúc này, bộc phát ra từng đạo óng ánh kiếm khí. Đệ tử kia thân thể, triệt để bị kiếm khí xuyên qua. Tam Biện Thanh Liên là bộc phát, Thiên Nguyệt Trảm Phong là kết thúc công việc, hai người kết hợp hạ, lực lượng khủng bố. Trên thực tế, đây cũng là cái này nửa tháng thời gian, Mục Vân nghĩ lại kiếm thuật của mình vấn đề, cùng với tại Nguyên Thanh Y kia xuất thủ hai kiếm ảnh hưởng dưới, suy nghĩ ra được một vài thứ. Kiếm là chết, người là sống. Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, kiếm thuật, cũng là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, không ngừng bù đắp thiếu hụt, liền hội đến tối cao. Nói đúng ra, là rất cao cấp bậc. Tối cao đến cùng là loại nào hoàn cảnh, liền xem như thần đế, chỉ sợ cũng không dám nói tối cao. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội khí thức ngưng tụ, thôn vệ chi lực mở ra, kia giới tôn sơ kỳ võ giả, một thân tinh khí thần, chuyển hóa đến thể nội. Đáng chết, giao thủ ngắn ngủi, chết một vị giới tôn sơ kỳ. 15 người, thành 14 người. Mục Vân rất nhanh bị một người khác để mắt tới. Mà giờ khắc này, Nguyên Thanh Y bên người 8 vị nữ võ giả, đều là bị Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước người bên cạnh cuốn lấy. Một số người, không thể không lấy một địch hai. Mục Vân giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh, không nhường lão tử đi. Vậy lão tử liền giết, sợ các ngươi không thành. Hắn chỉ là không muốn trộn lẫn vào đến cái phiền toái này bên trong, nhưng là bây giờ, không muốn cũng không có cách nào. Nếu có thể đem mười mấy người này đều cho giết, hắn có lẽ có thể tiến vào giới tôn trung kỳ cảnh giới, ngưng tụ đệ nhị hư khiếu. Giờ phút này, một vị giới tôn trung kỳ, trực tiếp ngăn lại Mục Vân. 14 người, đối đầu 10 người, chí ít 5 người là muốn lấy một địch hai. Nguyên Thanh Y giờ phút này, cầm kiếm mà đứng, đối đầu Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước, giờ phút này ngược lại là tuyệt không thấy, rơi vào hạ phong. Lại giết một cái, kia chính là 10 đối 13. Nguyên Thanh Y đối đầu hai cái. Mục Vân cùng kia 8 vị nữ đệ tử, cộng lại đối phó 12 người. Có thể làm, Mục Vân giờ phút này, thanh uyên kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí. Kia giới tôn trung kỳ võ giả, nhìn về phía Mục Vân, lại là ánh mắt lạnh lẽo. Cái này ra hỏa, vừa rồi tựa hồ muốn chạy, hiện tại thế mà là sát khí tràn đầy. Cái gì con đường, vào giờ phút này, Mục Vân huy kiếm, trực tiếp chém ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong, vẫn y như cũ là một thức này, phong nhận dây lát ở giữa đồng loạt giết ra. Kia giới tôn trung kỳ đệ tử, lại là sắc mặt phát lạnh, một trường vỗ ra, trường ấn lớn lên theo gió, hóa thành 10 trường chi cao, ngăn cản trước người, đem Mục Vân cái kia đạo đạo kiếm khí, chống lại xuống tới. Đây chính là chênh lệch, giới tôn sơ kỳ so với giới tôn trung kỳ, thiếu một đạo hư khiếu, thực lực tổng hợp đều là kém rất nhiều. Bá phong chảm nhật, Mục Vân nội tâm quát khẽ một tiếng, thanh uyên kiếm trực tiếp giữa trời chém xuống. Đạo đạo kiếm khí, hội tụ thành nhất đạo viên hình, giống như nhất luân hạo nhật. Chảm, tiếng quát khẽ vang lên, kiếm khí tại lúc này, trực tiếp rơi xuống. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này vọt thẳng hạ, kia giới tôn trung kỳ võ giả, biến sắc. Vừa rồi nhất kiếm, hắn có thể hóa giải, có thể là cái này nhất kiếm, uy lực lại là bỗng nhiên đề thăng. Bước chân lảo đảo, thân ảnh rút lui, kia người nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần cẩn thận. Giới tôn sơ kỳ, vừa rồi có thể nhanh như vậy chém giết giới tôn sơ kỳ. Trước mắt Mục Vân, không phải loại lương thiện. Giờ phút này, Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều. Lại đến, nhất kiếm, lại lần nữa giết ra. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, lôi minh bạo động. Giờ khắc này, Mục Vân cho người cảm giác, cường thịnh mấy phần. Muốn chết, chỉ là, địch nhân kia dù sao cũng là giới tôn trung kỳ. Giờ phút này triệt để sinh nộ khí,
cũng là toàn lực ứng phó, một quyền trực tiếp ném ra. Chương 3493, người thế nào không chạy? Quyền mang tại lúc này, hóa thành từng đạo khủng bố sát khí, trực bức Mục Vân mà tới. Giờ khắc này, Mục Vân lại là thân ảnh rút lui, thanh uyên kiếm chém ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong, đạo đạo phong nhận, tại lúc này giết ra. Nhìn thấy Mục Vân lại là thi triển ra một chiêu này, kia giới tôn trung kỳ võ giả sắc mặt lạnh lẽo. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa rồi này thức uy lực, hắn đã lĩnh giáo qua, là rất mạnh, đối mặt giới tôn sơ kỳ, Mục Vân một chiêu này, đầy đủ giết người. Có thể là đối mặt hắn, không đủ, giờ phút này, kia giới tôn trung kỳ võ giả, cảm thấy hung ác, trực tiếp một quyền ném ra. Oanh, kiếm khí mắt thấy sắp cùng quyền kình va chạm đến cùng một chỗ. Có thể là ngay tại giờ phút này, nhất đạo trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân thể nội, một cỗ lực lượng, tại lúc này trực tiếp bộc phát ra. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên ở giữa, kiếm khí kia tại lúc này, ngưng tụ thành phong nhận, thế mà là ngạnh sinh sinh cường thịnh mấy lần. Kiếm thể, kia giới tôn trung kỳ đệ tử, sắc mặt trắng bệch. Phanh phanh phanh, từng đạo kiếm khí, trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thấu. Quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, cuồng bạo khí tràng, tại lúc này bộc phát ra. Đông 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 thanh âm, không ngừng vang lên. Kiếm khí cắt vỡ kia giới tôn trung kỳ đệ tử mặt ngoài thân thể hộ giáp phòng ngự, trực tiếp lan đến gần hắn thân mặt ngoài thân thể, chém ra từng đạo huyết ngân. Thương thế cũng không tính trọng, có thể là giờ phút này, người võ giả kia nhìn, lại là chật vật không thôi. Người muốn chết, vào giờ phút này, kia người triệt để giận. Giận tím mặt, một câu uống xong ở giữa, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, bộc phát chi thế, càn quét mà ra. Mục Vân giờ phút này. Lại là không quan tâm những chuyện đó, không lui mà tiến tới ở giữa, kiếm thứ hai đã giết ra. Bá Phượng Trảm Nhật, kiếm thể tam đoán gia trì, lực lượng đề cao mấy lần, kiếm khí bộc phát ra. Một tiếng ầm vang, triệt để nổ tung, kia giới tôn trung kỳ võ giả, bị Mục Vân nhất kiếm xuyên qua thân thể. Ngươi, nộ khí dâng lên, kia giới tôn trung kỳ võ giả, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Một tiếng ầm vang, vang lên lần nữa, Mục Vân thân ảnh rút lui, chỉ là một quyền này. Lại là hơn phân nửa lực lượng bị Huyền Vũ Nguyệt Giáp ngăn cản được. Huyền Vũ Nguyệt Giáp, chính là địa phàm viện trưởng cho Mục Vân phòng thân sử dụng, cho dù là giới thần, cũng không có khả năng trực tiếp oanh phá. Một vị giới tôn trung kỳ võ giả, lực lượng toàn thân phóng thích, giờ phút này Mục Vân cũng có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Có thể là kia giới tôn trung kỳ võ giả, lại là thần sắc càng thêm tái nhợt. Mục Vân vào giờ phút này, lại là khóe miệng khẽ nhếch. Cái này ra hỏa, không sai biệt lắm đến phần cuối. Kêu gào lợi hại như vậy làm cái gì? Mục Vân cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta sợ ngươi nhóm. Trước tiễn ngươi lên đường, một cái hồng liên nguyên quyết tam biện thanh liên, tại lúc này trực tiếp giết ra. Thanh liên nổ tung, đệ tử kia đã thụ thương rất nặng, giờ phút này nghĩ ngăn cản, lại là vô pháp ngăn cản. Bị Mục Vân một quyền giết ra ở giữa, đệ tử kia sắc mặt mang theo vài phần thống khổ. Gặp lại, thanh uyên kiếm giết ra, kiếm khí gào thét. Bành, kêu thảm âm thanh, cũng không có. Kia giới tôn trung kỳ đệ tử, sắc mặt trắng bệch, thân thể huyết động, máu tươi chảy xuôi không ngừng, kiếm thể vào thân, khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn, tam hồn thất phách. Chết, Mục Vân giờ phút này thu kiếm, nhẹ nhàng thở ra. Dễ chịu, hồi lâu chưa từng như thế kịch chiến lâm ly. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. 9-11, chỉ là, nhìn một cái, Mục Vân lại là sắc mặt biến đổi. Nguyên Thanh Y bên cạnh 8 người. Giờ phút này, đã có 2 người mất mạng. Vậy thì không phải là 9-11, mà là 7-11. Chính mình tân tân khổ khổ giết 2 người, kết quả Nguyên Thanh Y cái này, cũng chết mất 2 cái. Chỉ là cái này cũng khó trách, dù sao có mấy người lấy một địch hai, rất khó kiên trì nổi. Có thể đến giới tôn cảnh giới, cái nào đều không phải tầm thường. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn sang một bên, kia Thất Nguyên, giờ phút này dùng giới tôn trung kỳ cảnh giới, đối phó 2 người. Một cây chẳng chống vững nhà, đã là sắp không tiếp tục kiên trì được. Mục Vân không bằng suy nghĩ nhiều, trực tiếp giết ra. Tiếng oanh minh vang lên, đạo đạo khí tức bá đạo, truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp cầm kiếm thẳng hướng Thất Nguyên bên kia. Bành, nhất kiếm đẩy ra 2 người kia, Thất Nguyên giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, kinh ngạc nói, là ngươi. Trừ ta, còn có thể là ai? Ngươi thế nào không chạy? Thất Nguyên kinh ngạc nói, ta là cái loại người này sao? Nghe đến lời này, Thất Nguyên nội tâm không hiểu cảm động. Chỉ là nghĩ nghĩ, bọn nàng đem Mục Vân giam giữ, tựa hồ đối với Mục Vân cũng không có chỗ tốt gì,
câu này, là cái loại người này sao? Thế nào nghe, thế nào khó chịu a? Đừng lo lắng, vào giờ phút này, Mục Vân rút kiếm chém ra, thân trước hai người, đều là giới tôn trung kỳ cảnh giới. Tình cảnh, cũng không tốt, Thất Nguyên vào giờ phút này, ánh mắt vội vàng kịp phản ứng. Mục Vân lần nữa nói, giết bọn hắn hai cái, không phải vậy rông dài, còn là ngươi nhóm sẽ thua. Ta minh bạch, giờ phút này Thất Nguyên cũng là khuôn mặt nhỏ lộ ra cẩn thận biểu lộ. Mà cho tới bây giờ, đi theo Nguyên Thanh Y 9 người, một cái cũng không có chạy. Vào giờ phút này, Mục Vân vẫn y như cũ là sắc mặt thanh lãnh. Ngươi chủ công, ta chủ sát, Mục Vân truyền âm nói. Không phải là ngươi chủ công, ta chủ sát sao? Thất Nguyên lại là phản bác, ta cảnh giới cao hơn ngươi. Ngươi lực sát thương không có ta đại, Mục Vân giờ phút này lại là không chút do dự nói. Giết, giờ khắc này, hai người trực tiếp giết ra. Mục Vân vào giờ phút này, cầm kiếm giết ra ở giữa, tay trái vẫn y như cũ là bộc phát ra từng đạo hồng liên nguyên quyết tam biện thanh liên, cho thân trước hai người chế tạo phiền phức. Thất Nguyên tựa hồ bị Mục Vân lời nói cho kích thích đến, giờ phút này bạo phát, thế mà là trực tiếp áp chế hai người trước mắt. Oanh, đột nhiên, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên, Thất Nguyên nhất kiếm chém ra, hai người rút lui. Ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là giây lát ở giữa bộc phát. Hồng liên nguyên quyết, lục biển tử liên, âm vang ở giữa, lòng bàn tay lục đạo cánh sen xuất hiện, giây lát ở giữa giết ra ở giữa, bộc phát ra cường thịnh khí thế tới. Một tiếng ầm vang, lục biển tử liên tại lúc này nổ bể ra tới. Kia hai tên giới tôn trung kỳ võ giả, sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân lại là thừa này lần nữa cơ hội, lại lần nữa giết ra. Bá phong chảm nhật, nhất đạo mâm tròn kiếm khí, tại lúc này lại lần nữa chấn nhiếp mà ra. Thổi phù một tiếng, một người trong đó, bị kiếm khí đánh trúng, thân thể lảo đảo. Thất Nguyên tại lúc này kịp phản ứng, trực tiếp giết ra. Bành, mất mạng một người khác tại lúc này, sắc mặt trắng nhợt, quá khủng bố, đột nhiên gia nhập chiến cuộc Mục Vân, lực bộc phát kinh người, hoàn toàn không phải bình thường giới tôn sơ kỳ có thể so sánh với. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là nội tâm trong bụng nở hoa. Ban đầu tiến nhập, giết ba cái giới tôn sơ kỳ, vừa rồi giết một cái giới tôn sơ kỳ, một cái giới tôn trung kỳ, hiện tại lại một cái giới tôn trung kỳ. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể tinh thần, thai nghén đến một cái cực hạn. Những này tinh khí thần, có thể trợ hắn đột phá đến giới tôn trung kỳ, ngưng tụ đệ nhị khiếu. Lần này, đối phương chết 4 cái, tăng thêm Nguyên Thanh Y, hết thảy 8 người, đối đầu là 11 người. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn sang một bên, lại phát hiện, đối phương một vị giới tôn hậu kỳ võ giả, cũng là mất mạng. 8 người đối đầu 10 người, thế cục chuyển biến tốt đẹp. Vào giờ phút này, Thất Nguyên nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói không ra lời. Vừa rồi Mục Vân công kích, nước chảy mây trôi ở giữa, ẩn chứa cường đại thực lực, nhưng nàng cũng không khỏi vì đó động dung. Chương 3494, Vạn Nguyên Phích Lịch Trường. Rất hiển nhiên, Mục Vân cũng không phải là bình thường giới tôn sơ kỳ cảnh giới. Vào giờ phút này, Mục Vân thể nội tụ tập tinh khí thần, đã là đầy đủ hắn đột phá đến giới tôn trung kỳ cảnh giới. Chỉ là dưới mắt tình cảnh như vậy, cũng không phải đột phá thời cơ tốt. Giờ phút này, song phương giao chiến, trở nên càng thêm huyết tinh. Kia Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước hai người, đã là ngăn chặn Nguyên Thanh Y. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù Nguyên Thanh Y thực lực không tầm thường, có thể là lấy một địch hai, vẫn y như cũ là ngăn cản biểu lộ ra khá là gian nan. Trong thời gian ngắn, còn có thể ngăn cản, nhưng là sau thời gian dài, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước bên cạnh mấy người, cũng là từng cái dần dần liều mạng lên. 13 người bị 9 người đánh đến mức này, bọn hắn cũng rất mất mặt. Oanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng Thất Nguyên giờ phút này đều là sững sờ. Nguyên Thanh Y bên cạnh, một vị giới tôn hậu kỳ bị giết. Mấy người đều là biến sắc, một vị giới tôn hậu kỳ chết rồi, thế cục kia rất nhanh liền hội biến. Mục Vân giờ phút này, cảm thấy quét ngang. Thất Nguyên, cùng ta giết. Giết cái gì? Giết giới tôn hậu kỳ. Thất Nguyên nghe vậy, thân thể run lên. Giết giới tôn hậu kỳ. Đùa giỡn hay sao? Không phải vậy chờ chết sao? Mục Vân giờ phút này quát, thật vất vả đem thế yếu kéo nhỏ, có thể không đủ người bên cạnh ngươi chịu chết. Thất Nguyên tức giận bất bình nói, bọn nàng cũng không muốn chết. Ta biết, Mục Vân một câu uống xong, vừa sải bước ra. Thanh Nguyên kiếm nơi tay, bộc phát ra đạo đạo kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng trong đó một vị giới tôn hậu kỳ. Kia giới tôn hậu kỳ võ giả, nhìn thấy Mục Vân đánh tới, sắc mặt lạnh lẽo. Một vị giới tôn sơ kỳ, thế mà cũng dám thẳng hướng hắn rồi.
Muốn chết, âm vang ở giữa, người võ giả kia một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Bành, trường kiếm ngăn cản trước người, chỉ là Mục Vân sau một khắc, lại là sắc mặt trắng nhợt, bước chân lui lại. Giới tôn hậu kỳ, cùng trung kỳ, lại là hoàn toàn khác biệt. Tam đạo hư khiếu tụ tập, lực lượng tăng phúc mấy lần, chênh lệch có thể nghĩ. Thất Nguyên vào giờ phút này, cũng không sững sờ, trực tiếp thẳng hướng kia giới tôn hậu kỳ võ giả. Lưu Nhạc, ta đến giúp ngươi. Lại có một người quát. Không cần, Lưu Nhạc lại là lạnh lùng nói, chỉ là một vị giới tôn sơ kỳ, một vị giới tôn trung kỳ, nghĩ liên thủ giết ta. Nằm mơ, vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân cùng Thất Nguyên, Lưu Nhạc nội tâm nhìn không được cười lạnh luyện một chút. Hắn vừa rồi đã là chú ý tới Mục Vân cùng Thất Nguyên. Hai gia hỏa này, hợp tác lên, thế mà là trọng thương một vị giới tôn trung kỳ, giết một vị giới tôn trung kỳ. Thật là bất khả tư nghị, có thể là, thì tính sao? Vào giờ phút này, nhìn thấy hai người liên thủ muốn giết hắn, Lưu Nhạc chỉ là cảm giác buồn cười. Đại bi thủ ấn thiên, Lưu Nhạc vừa sải bước ra, một tay hướng thẳng đến hai người chộp tới. Thiên Nguyệt Trảm Phong, tam đoán kiếm thể tự nhiên bại lộ, kia Mục Vân cũng không ẩn tàng cái gì. Nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét mà ra ở giữa, bàng bạc khí tức, một làn sóng truyền ra. Thiên Nguyệt Trảm Phong, đạo đạo kiếm khí phong nhận, hóa thành từng tầng thủy triều, trực tiếp giết ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Mục Vân giờ phút này, thân ảnh lại lui. Kiếm pháp không phải rất nhuần nhuyễn, cho dù là tam đoán kiếm thể, cũng khó có thể phát huy ra bạo tạc tính chất thực lực tới. Nếu không, cho dù hắn là giới tôn sơ kỳ cảnh giới, dùng thiên chiếu hoàng kiếm quyết, chém giết cái này giới tôn hậu kỳ, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Lưu Nhạc giờ phút này, lại lần nữa tới gần Mục Vân. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một câu uống xong, nhất kiếm chém ra. Lăn đi, Lưu Nhạc giờ phút này quát khẽ một tiếng nói. Thất Nguyên giờ phút này muốn cứu Mục Vân, có thể lại là bị Lưu Nhạc một quyền, trực tiếp đập bay. Khí tức bá đạo, tại lúc này truyền ra tới. Lưu Nhạc, giới tôn hậu kỳ, há lại đơn giản như vậy. Tiểu tử, quan sát người đã lâu, chết đi mấy người, đều có liên hệ với ngươi, kia ngươi trước hết chết đi. Lưu Nhạc trực tiếp đại thủ phủ xuống, chụp vào Mục Vân. Hừ, giờ phút này, Mục Vân trong lòng bàn tay, nhất đạo nham tương cự long, gào thét mà ra, giây lát ở giữa chống cự lại kia lấy xuống một trường. Hừ lạnh một tiếng, cự trường chụp được, tiếng oanh minh vang lên ở giữa, khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Đông, hai đạo cự trường điệp ra hạ, nham tương cự long tại lúc này, cũng là khó khăn lắm ngăn cản. Bá phong chảm nhật, nhất kiếm giết ra. Giờ phút này Mục Vân thân ở cự long ở giữa, bước lui Lưu Nhạc. Thất Nguyên giờ phút này, vừa rồi khó khăn lắm đuổi tới. Kém chút bị ngươi hại chết, Mục Vân quát khẽ nói. Cái này ra hỏa là giới tôn hậu kỳ, Thất Nguyên không phục nói. Giới tôn hậu kỳ thế nào rồi? Vừa rồi ngươi ta liên thủ, không phải còn diệt giới tôn trung kỳ một cái này ra hỏa không phải liền là so tên kia cường một ít. Thất Nguyên nhất thời im lặng, cường một ít, xác định là một ít sao? Lưu Nhạc giờ phút này. Nhìn về phía hai người, Mục Vân lần nữa nói, ngươi chủ công, ta chủ sát. Lần này ngươi có thể giết được sao? Thất Nguyên lại là lo lắng nói. Cũng không phải nàng khinh thường Mục Vân, mà là trước mắt Lưu Nhạc, cùng lúc trước vị kia, thật là không giống. Nàng chủ công, nàng không phải chủ công, nàng là chủ phòng ngự. Lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng chính ngươi. Mục Vân giờ phút này, khí tức nội liễm. Không có cách nào, kiếm thuật không đủ quen thuộc, bộc phát không ra uy lực cường đại tới. Chỉ là cũng may, hắn cũng không phải là sẽ chỉ kiếm thuật. Giờ phút này, Thất Nguyên trực tiếp giết ra, Lưu Nhạc lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngang nhiên không sợ. Lại nhiều âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng không tính là cái gì. Thất Nguyên là, Mục Vân cũng thế. Hai người này, chẳng qua là điêu trùng tiểu kỹ. Lưu Nhạc giờ phút này, bộc phát toàn lực, Thất Nguyên giây lát ở giữa bị nghiền ép, căn bản không có phản kháng bản lĩnh. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết. Mục Vân giờ phút này thì thầm một tiếng, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, đệ tứ quyển bên trong, bộc phát uy lực, càng thêm cường đại. Bốn quyển, tứ thức, Mục Vân giờ phút này, cũng không nắm chắc, bộc phát ra uy lực, có thể là, phải thử nhìn một chút. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, đệ tứ quyển, đệ nhất thức, Vạn Nguyên Phích Lịch Trưởng, một trưởng chi uy bộc phát ra, giống như phích lịch đạn, có thể bốn phía tản ra, đem trưởng kình uy lực khuếch tán đến lớn nhất cấp bậc. Mục Vân giờ phút này, ngưng tụ thể nội khí tức, bộc phát tại lúc này hiện ra. Vạn Nguyên Phích Lịch Trưởng, ra, một trưởng vỗ ra, trực diện Lưu Nhạc. Lưu Nhạc thấy cảnh này, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp giết ra, đại thủ tại lúc này, trực tiếp chụp được.
Oanh, lần thứ nhất va chạm, tại lúc này khuếch tán ra tới. Lưu Nhạc trên mặt khinh thường, quả nhiên, không chịu nổi một kích. Có thể là đột nhiên, sau một khắc, kia trưởng ấn tại lúc này tán loạn thời khắc, lại là đột nhiên, bộc phát ra một cỗ mạnh hơn bạo tạc lực, càn quét bốn phía. Thất Nguyên, minh bạch, Thất Nguyên giờ phút này, đã là cầm kiếm chém ra. Kia lần thứ hai bộc phát uy lực, làm cho Lưu Nhạc cuống quýt ứng đối. Có thể là còn chưa ở Lưu Nhạc ứng đối xuống tới, Thất Nguyên tại lúc này, đã là trực tiếp đánh tới, trường kiếm chuyên gánh Lưu Nhạc yếu kém vị trí công kích. Lưu Nhạc lập tức một lòng phân hai, nhìn trái phải. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, dưới chân đại địa, đột nhiên vỡ ra. Nham tương cự long tại lúc này, lại là giây lát ở giữa phá không mà ra, miệng lớn cắn về phía Lưu Nhạc. Lưu Nhạc chửi nhỏ một tiếng, bàn chân đạp mạnh, đạo đạo ngang ngược lực lượng, đụng vào kia nham tương cự long trên thân. Chương 3495, đánh giết giới tôn hậu kỳ. Có thể là sau một khắc, từ kia nham tương cự long miệng bên trong, một thân ảnh, giây lát ở giữa sông ra, cầm kiếm trực tiếp thẳng hướng Lưu Nhạc. Chính là Mục Vân, Mục Vân thân ảnh ẩn nấp tại nham tương cự long bên trong, chính là chờ đợi giờ khắc này. Lăn đi, Lưu Nhạc giờ phút này giận dữ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cảm thấy Mục Vân cùng Thất Nguyên, giống như hai cái khiêu lương tiểu sửu, có thể là giờ phút này, hai cái này khiêu lương tiểu sửu, lại là uy hiếp được chính mình. Đáng chết, Lưu Nhạc một cước đạp không, giây lát ở giữa một cỗ cường hoành lực phản chấn, tại lúc này trực tiếp chấn động đến Mục Vân trên trường kiếm. Thanh Uyên kiếm tại lúc này bộc phát ra nhất đạo hơi có vẻ bi thương thanh âm. Mục Vân giờ phút này, trực tiếp quăng kiếm, một quyền giết ra. Vạn Nguyên chi quyền, ngưng tụ chu tiên đồ bên trong, thế giới chi lực Vạn Nguyên chi quyền. Vào giờ phút này, một quyền này, tại Lưu Nhạc nhìn, thường thường không có gì lạ. Lưu Nhạc nội tâm, đã là đem Mục Vân xem như một cái người chết, kẻ chắc chắn phải chết. Một quyền này trực tiếp giết ra ở giữa, quyền phong bộc phát ra, gào thét mà ra. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, đạo đạo lực bộc phát, tại lúc này giây lát ở giữa tứ tán. Răng rắc một tiếng vang lên, Lưu Nhạc giờ phút này, sắc mặt thảm bạch, một quyền này, trực tiếp đem hắn cánh tay chấn sai vị, xương cốt nứt gãy. Thất Nguyên, Mục Vân một tiếng quát khẽ, một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên, Thất Nguyên giờ phút này, nhất kiếm giết ra, đâm thẳng Lưu Nhạc. Lưu Nhạc một cái tay khác trưởng, tại lúc này dùng cứng lực, trực tiếp đem trường kiếm nắm chặt. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười. Thanh Uyên kiếm trở lại trong tay, Mục Vân giờ phút này, nhất kiếm giây lát ở giữa chém ra. Thổi phù một tiếng, Lưu Nhạc cánh tay, tại lúc này trực tiếp bị chém xuống. Một cánh tay sai chỗ xương gãy, một cánh tay khác tại lúc này, lại là trực tiếp bị chặt xuống. Lưu Nhạc giờ phút này, sắc mặt thảm bạch, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mục Vân giờ phút này, không quan tâm, lấn người tới gần Lưu Nhạc. Một trường vỗ ra ở giữa, lực lượng tại lúc này, ngưng tụ ra. Một tiếng ầm vang. Tại lúc này vang lên, Lưu Nhạc ánh mắt mang lấy không cam, có thể là ngực tại lúc này, lại là xuất hiện nhất đạo huyết động. Mục Vân cánh tay, trực tiếp xuyên thấu hắn ngực, tiên huyết tí tách chảy ra, giờ phút này trái tim bị Mục Vân trực tiếp bóp nát. Đau tận xương cốt, xem thường giới tôn sơ kỳ sao? Mục Vân thì thầm vang lên, cười nói, có thể ngươi chết tại giới tôn sơ kỳ trong tay. Một câu rơi xuống, Lưu Nhạc thân thể, tại lúc này từ từ rơi xuống đất, bốn phía cảnh sắc, dần dần u ám. Lưu Nhạc dần dần mất đi đáy lòng cảm xúc. Hết thảy, tựa hồ cũng biến mất, muốn chết, thế mà chết tại một vị giới tôn sơ kỳ tiểu tử trong tay, quá không cam tâm. Có thể là cho dù không cam tâm, lại có thể thế nào? Vào giờ phút này, Mục Vân thân ảnh buông xuống, từng ngụm thở. Chết rồi, Thất Nguyên giờ phút này không dám tin tưởng tới gần Mục Vân. Chết, Mục Vân nhìn về phía Thất Nguyên, lại là nói, sợ cái gì? Bực này cục diện. Sợ không phải cũng là một con đường chết sao? Thất Nguyên hừ một tiếng, ta mới không có sợ, chỉ là, hảo, Mục Vân nhìn bốn phía, từ từ nói, thế cục còn là không thể lạc quan, coi như chúng ta có thể thắng, người kia Nguyên sư tỷ còn là sẽ thua, kết quả chúng ta còn là xong đời. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Mục Vân một mặt bất đắc dĩ, cái này ra hỏa, thật đúng là có chút ngơ ngác. Giờ phút này, Mục Vân cũng là đến cực hạn. Liên chạm bốn người phía dưới, hắn thể nội giới lực liền xem như hùng hậu đến đâu, đến bây giờ cũng là xuất hiện thâm hụt. Thiên Chiếu Hoàng Kiếm Quyết cũng tốt, Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cũng được, đều là cực kỳ tiêu hao giới lực. Luân phiên thi triển phía dưới, cũng là nhường Mục Vân có phần bất lực. Giờ phút này, đi theo Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước mấy người, cũng là từng cái sát khí ngưng tụ, mà đi theo Nguyên Thanh Y mấy người, đồng dạng là không cam yếu thế.
song phương giao chiến, đến bây giờ cơ hồ đều là xuất hiện tổn thương. Chết ít, thương hơn nhiều. Mà tới giờ phút này, Mục Vân nghiễm nhiên là thành quan tâm điểm một trong. Đáng chết, một tên giới tôn hậu kỳ chửi nhỏ một cái. Chết một vị giới tôn hậu kỳ, bọn hắn đối mấy cái này nữ nhân áp chế lực liền hội giảm bớt không ít. Số tiểu tử, nhận lấy cái chết, kia người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thất Nguyên giờ phút này, lại là trực tiếp ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Chém giết vẫn tại tiếp tục, Mục Vân giờ phút này, lại là thôn phệ chi lực mở ra, ngưng tụ khí tức, hội tụ đến thân thể của mình toàn thân bên trong. Cho dù dựa vào thôn phệ chi lực tấn thăng, hắn cũng phải đem chính mình ổn định lại mới được, đây cũng là cần thời gian. Nhưng là bây giờ, làm sao có thời giờ? Cái này Nguyên Thanh Y, thật đúng là không may. Tại địa phương này ở lâu như vậy, còn không có phát hiện cái gì, ngược lại là bị người phát hiện, trước tiên đánh một trận. Giờ phút này, Nguyên Thanh Y bị Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước áp chế, đã là xuất hiện vẻ bại. Mục Vân giờ phút này, không thể không suy nghĩ, chuẩn bị rời đi. Phải chạy, lần này thực sự chạy, nếu không chính mình lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã vì mấy người kia đã làm nhiều lần sự tình. Nếu như không phải hắn tại địa phương này, diệt sát mấy người, kia Nguyên Thanh Y bên cạnh mấy tên nữ tử, đã sớm chết thương thảm trọng. Mục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, bắt đầu chuẩn bị rút đi. Oanh, chỉ là, ngay tại giờ phút này, trên không nhất đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Một cỗ cường thịnh khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Nguyên Thanh Y tại lúc này, trường kiếm lắc một cái, đột nhiên, toàn thân trên dưới, thế mà là bộc phát ra vạn trượng kiếm khí. Nhất đạo, hết sức khủng bố. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước giờ phút này, thân ảnh đều rút lui, trong miệng hai người, tiên huyết phun ra, hiển nhiên là sáng tạo không nhẹ. Giờ phút này, Mục Vân lại là sững sờ. Tình huống như thế nào? Nguyên Thanh Y vừa rồi bộc phát kia nhất thức, hắn đều cảm thấy. Nếu là đến trên người mình, chính mình tám thành là mất mạng. Nữ nhân này, đều đến bây giờ cái này cái cảnh địa, thế mà còn giấu một tay. Lý Nguyên Triều giờ phút này một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Nguyên Thanh Y, cũng là biến sắc. Ngươi, hắn cũng không nghĩ tới, Nguyên Thanh Y đến như thế hoàn cảnh, thế mà còn có thể bộc phát ra thực lực thế này. Thực sự là bất khả tư nghị, Nguyên Thanh Y lại là không có nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước. Ta Nguyên Thanh Y nhìn chúng địa phương, hai người các ngươi muốn nhúng chàm, muốn chết. Nguyên Thanh Y giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, hừ, cố lộng huyền hư mà thôi. Cổ Thước quát, ta không tin, ngươi còn có thể bộc phát cường thịnh như vậy khí thế đến. Cổ Thước lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp đánh về phía Nguyên Thanh Y. Không tin, kia liền thử nhìn một chút. Nguyên Thanh Y giờ phút này nhất kiếm chém ra, kiếm khí gào thét, khí thế bàng bạc. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nổ bể ra tới. Khí tức bá đạo, phóng thích ra. Cổ Thước giây lát ở giữa thân ảnh rút lui, nhìn về phía Nguyên Thanh Y, ánh mắt hãi nhiên. Nữ nhân này, cùng bọn hắn giao thủ thời khắc, thế mà là cường đại mấy phần. Làm sao làm được, chẳng lẽ, giao thủ thời điểm, sinh ra đốn ngộ. Đáng chết, Cổ Thước giờ phút này khẽ quát một tiếng. Chết mấy người, hắn tự nhiên biết. Nếu như giờ phút này từ bỏ, kia Nguyên Thanh Y lần này, nói không chừng có thể đột phá đến giới thần sơ kỳ, đến thời điểm, chính là Nguyên Thanh Y tìm hắn trả thù. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thanh Y tựa hồ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Sự tình tựa hồ trở nên khó giải quyết. Vào giờ phút này, Cổ Thước ánh mắt lãnh đạm, Lý Nguyên Triều làm sao nhìn không ra điểm này, như thế nào cho phải. Ta không biết, ba người giờ phút này, đứng lơ lửng trên không, khí chàng ngược lại là trở nên huyền diệu lên. Chương 3496, người rất lợi hại. Mục Vân vào giờ phút này, ngược lại là dừng bước. Tựa hồ, không cần chạy. Tuy nói Nguyên Thanh Y giam giữ hắn một đoạn thời gian, có thể là lần này giao thủ, hắn tốt xấu là giúp đại ân, Nguyên Thanh Y hẳn là không có lời oán trả ơn. Không cần chạy, Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thanh Y giờ phút này đứng giữa không trung, nhìn về phía hai người. Cổ Thước, Lý Nguyên Triều, người nhóm không giết chết được ta. Nguyên Thanh Y hờ hững nói, thừa dịp ta chưa đến giới thần sơ kỳ, ta đề nghị ngươi nhóm, tại cái này Đông Hoa cổ thành bên trong, có bao xa, chạy bao xa. Lần sau gặp lại, tất yếu tính mạng các ngươi. Lời này, nói cuồng vọng, có thể là dưới mắt, Cổ Thước cùng Lý Nguyên Triều hai người, đúng là không làm gì được Nguyên Thanh Y. Hai người giờ phút này, sắc mặt khó coi, Nguyên sư muội, khẩu khí thật lớn. Ngay tại giờ phút này, nhất đạo lạnh nhạt thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Theo thân ảnh kia vang lên, 7-8 đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện.
kia 7-8 người, vào giờ phút này, từng cái phân tán bốn phía, đối Nguyên Thanh Y bên cạnh người, giây lát ở giữa xuất thủ. Tiếng oanh minh vang lên, tam đạo thân ảnh tại lúc này, trực tiếp bị giết. Nguyên Thanh Y thấy cảnh này, lại là sắc mặt trắng nhợt. Hứa Phương Nguyên, Nguyên Thanh Y nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, quát khẽ nói. Hứa sư huynh, Cổ Thước giờ phút này lại là cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Ngươi ca ca nói cho ta, ta cách gần đó, tự nhiên là đến. Hứa Phương Nguyên giờ phút này cười nhạt nói, chỉ là nhìn về phía Cổ Thước đôi mắt chỗ sâu, lại là một cỗ chán ghét. Cổ Thước bất quá là nửa cái siêu thôi, nhưng là hắn huynh trưởng Cổ Vân Hải, ở Quy Nguyên Tông bên trong, lại là cực kỳ cường đại giới thần đệ tử. Hứa Phương Nguyên đến, cũng chỉ bất quá là tuân theo Cổ Vân Hải ý tứ mà thôi. Quy Nguyên Tông đệ tử bên trong, Viên Chấn Nhạc đứng hàng đệ nhất, Từ Tiễn bài danh thứ hai, Nhiễm Viêm Thần đứng hàng đệ tam, cái này ba vị đều là giới thần đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Mà Cổ Vân Hải, đứng hàng đệ tứ, đồng dạng là một vị cường đại giới thần đỉnh phong cao thủ. Hứa Phương Nguyên ở Quy Nguyên Tông bên trong, có phần bị Cổ Vân Hải chiếu cố, lúc này mới xuất hiện. Nguyên Thanh Y phát hiện nơi đây, phía dưới tựa hồ có chút cổ quái, Hứa sư huynh đã đến, chúng ta cùng một chỗ tiến nhập xem một chút đi. Cổ Thước nhiệt tình nói. Hứa Phương Nguyên không có cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Y. Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là cười nhạo nói, Hứa Phương Nguyên, tốt xấu ngươi cũng là giới thần sơ kỳ đệ tử, đối một vị giới thần đỉnh phong, khúm núm, đời này, ngươi cũng bất quá như thế thôi. Hiện tại mạnh miệng, đối ngươi cũng không có gì chỗ tốt. Hứa Phương Nguyên giờ phút này không phải tức giận, trực tiếp bàn tay vung ra, chụp vào Nguyên Thanh Y. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hứa Phương Nguyên giới thần sơ kỳ cảnh giới, một tay chảo ra, Nguyên Thanh Y thân thể không gian bốn phía, tựa hồ cũng là bị khống chế lại. Vào giờ phút này, bộc phát ra cường đại thực lực, cũng là bị áp chế hơn phân nửa. Giờ khắc này, Nguyên Thanh Y sắc mặt hết sức khó coi. Mà giờ khắc này, theo Hứa Phương Nguyên mà đến mấy người, đều là giới tôn hậu kỳ, thậm chí có hai vị giới tôn đỉnh phong. Nguyên Thanh Y bên cạnh mấy tên nữ tử, dần dần chống đỡ không nổi, đảo mắt ở giữa, chết ba, bốn người. Thất Nguyên, Mục Vân giờ phút này, ở đâu chạy trốn được, nhìn thấy Thất Nguyên bị người từ phía sau tập sát, giây lát ở giữa xuất thủ, đến Thất Nguyên sau lưng, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân thân ảnh đụng vào Thất Nguyên trên lưng, cánh tay đứt gãy. Mục Vân, Thất Nguyên giờ phút này, vội vàng đem Mục Vân kéo lấy. Chạy không thoát, Mục Vân nhìn xem bốn phía, Nguyên Thanh Y người, chết không sai biệt lắm, thế cục giây lát ở giữa liền phát sinh biến hóa. Nguyên Thanh Y bị Hứa Phương Nguyên áp chế, bên cạnh mấy người, cũng bị Hứa Phương Nguyên mang tới mấy người áp chế, đổ sát. Mới vừa dâng lên hy vọng, lại phá diệt, ngươi vừa rồi thế nào không chạy, Thất Nguyên lo lắng nói. Chạy không thoát a, Mục Vân khổ sở nói, vừa định chạy, nhìn thấy Nguyên Thanh Y chiếm thượng phong, do dự một chút, ai biết Hứa Phương Nguyên liền đến. Thất Nguyên giờ phút này cắn răng, việc này không liên quan tới ngươi, chúng ta nếu là không đè ép ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra sự tình. Ngươi giúp chúng ta rất nhiều, tạ ơn ngươi, Mục Vân, ngươi là người tốt. Ngươi tốt sống không lâu à. Mục Vân không nghĩ tới, đến trình độ này, sẽ còn bị người phát một chương thẻ người tốt. Thất Nguyên, ngươi quá đơn thuần. Mục Vân cười cười nói. Thất Nguyên lại là cười nói, bọn hắn đều nói ta khờ đâu. Vào giờ phút này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng, đứng thẳng thân thể. Cánh tay trái tại lúc này xuất hiện nứt xương, thời gian ngắn là hảo không. Chỉ là, chết ở chỗ này. Mục Vân không muốn, đồng tử tại lúc này, xuất hiện khác quang mang. Thất Nguyên, sau lưng ta, cẩn thận một chút. Mục Vân âm trầm nói, để ngươi nhìn xem, giới tôn sơ kỳ, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Ta, Thất Nguyên mới mở miệng, lại là một ngụm máu tươi, thuận khóe miệng, chảy xuống. Mục Vân sắc mặt tại lúc này kinh biến. Nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, Thất Nguyên phần bụng, nhất đạo huyết động, máu thịt be bét ở giữa, tiên huyết nhuộm đỏ quần áo. Ta nhìn không thấy. Thất Nguyên buồn bã cười một tiếng, nhìn về phía Mục Vân nói, người thật là người tốt. Mục Vân, đừng chết. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt biến đổi. Hắn cùng Thất Nguyên, bất quá là cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong, mấy lần trông coi, mấy lần nói chuyện phiếm nhận thức mà thôi. Tết tóc đuôi ngựa Thất Nguyên, hắn luôn có thể bộ đến một ít lời. Giữa hai người, chỉ có thể là ngẫu nhiên có chút giao lưu. Nhiều nhất giao lưu, chính là hôm nay, hai người hợp lực giết địch. Thậm chí nói. Mục Vân hôm nay mới biết được, tên của nàng gọi Thất Nguyên. Có thể là giờ phút này, khi thấy Thất Nguyên chết ở trước mặt mình thời điểm, chẳng biết tại sao, Mục Vân nội tâm, một cỗ nộ khí, dần dần bốc lên. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn cùng Thất Nguyên thật không quen.
có thể là, tâm tư này đơn thuần cô nương, chết rồi, vẻn vẹn là điểm này, làm cho hắn vào giờ phút này, cảm giác nội tâm phảng phất một cỗ nộ khí, không chỗ phát tiết. Ngươi thực lực này, giới tôn trung kỳ, vì ngươi vị sư tỷ kia liều mạng như thế, đáng giá không? Mục Vân cười khổ nói, nguyên sư tỷ người rất tốt, không khi dễ người khác, cũng không loạn sát người, ở Quy Nguyên Tông bên trong, rất chiếu cố chúng ta, cho nên chúng ta nguyện ý vì nàng liều mạng. Thất Nguyên giờ phút này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, miệng bên trong tiên huyết lẩm bẩm mà ra, nhìn về phía Mục Vân, cười cười nói, bất quá, Mục Vân, ngươi mặc dù là giới tôn sơ kỳ, có thể là. Ngươi rất lợi hại, một câu rơi xuống, Thất Nguyên thể nội khí tức, tại lúc này dần dần tán loạn. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang theo vài phần buồn, mấy phần giận. Hắn không biết vì cái gì bi thương, không biết vì cái gì giận. Có lẽ thời gian ngắn ngủi ở chung, nhưng hắn coi Thất Nguyên là thành bằng hữu. Vào giờ phút này, bên cạnh kêu thảm âm thanh, càng ngày càng yếu. Có vài vị giới tôn hậu kỳ gia nhập, Nguyên Thành y người bên cạnh, chống đỡ không được. Mục Vân một vị giới tôn sơ kỳ, giờ khắc này ở giữa sân, lại là lộ ra rất chói mắt. Xú tiểu tử, vì Lưu Nhạc đền mạng đi. Một người tại lúc này đi ra, quát lạnh nói. Mục Vân nhìn về phía người kia, lại là sắc mặt lạnh lùng. Đền mạng, kia nàng chết rồi, người vì nàng đền mạng như thế nào? Một câu rơi xuống, Mục Vân đồng tử tại lúc này, quang mang giây lát ở giữa biến. Thương thiên thần trảm, từng đạo không gian lợi nhận, giây lát ở giữa cắt chém mà ra, đâm thẳng trước người giới tôn hậu kỳ nam tử. Chương 3497, nhập đàm, nam tử kia giờ phút này biến sắc, thân ảnh rút lui. Có thể là không gian lợi nhận, nhanh chóng biết bao. Thương thiên thần trảm, uy lực vốn là mạnh mẽ, giờ phút này giây lát ở giữa giết ra, không tránh kịp ở giữa, nam tử kia ngực xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Mục Vân giờ phút này, lại là không quan tâm, trực tiếp giết ra. Đấm ra một quyền, tiếng nổ tung vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đệ tử kia kêu thảm một tiếng, tại lúc này sắc mặt hãi nhiên. Giờ khắc này Mục Vân, lực bộc phát thế mà so với vừa rồi, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, Nguyên Thanh Y thân ảnh một tiếng ầm vang, nhập vào đến dưới đất, bịch một tiếng vang lên, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Lại lần nữa nhìn lại, giờ phút này Nguyên Thanh Y sắc mặt càng là thảm đạm. Giới tôn đỉnh phong nàng, lúc trước cùng Lý Nguyên Triều, Cổ Thước hai người giao thủ, đã là lực bộc phát kinh người, giờ phút này lại lần nữa cùng giới thần sơ kỳ Hứa Phương Nguyên giao thủ, thực sự là vô pháp chống đỡ thêm. Nguyên Thanh Y nhìn xem bốn phía, chính mình mang tới mấy người, đều là mất mạng, một vòng đau đớn biểu lộ, xuất hiện ở trên mặt. Hứa Phương Nguyên, thù này không báo, ta Nguyên Thanh Y thể không làm người. Báo thù, Hứa Phương Nguyên thản nhiên nói, hôm nay chính là ngươi mất mạng ngày, ngươi báo thù không có cơ hội. Nguyên Thanh Y nghe vậy, lại là trực tiếp vừa sải bước ra, bàn tay vung lên, đem cách đó không xa Mục Vân, trực tiếp kéo đến bên cạnh. Một con đường chết, có bản lĩnh liền đuổi theo nhìn xem, đến cùng có thể hay không chết. Nguyên Thanh Y lôi kéo Mục Vân, phù phù một tiếng, nhảy vào trong hàn đàm, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Phương Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, truy, không nói hai lời, hơn 10 đạo thân ảnh tại lúc này, đều vào nước hồ. Trong hàn đàm, Mục Vân bị Nguyên Thanh Y nắm kéo, chìm vào phía dưới. Hai người mặt ngoài thân thể bên ngoài, xuất hiện đạo đạo giới lực, đem những cái kia dòng nước ngăn cách. Chỉ là giờ phút này, chìm xuống tốc độ, lại là chậm không ít. Bất quá hai người bọn họ chậm, Hứa Phương Nguyên đám người kia, cũng không nhanh. Đa tạ, Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, chân thành nói. Tạ ta làm cái gì? Mục Vân lại là lạnh lùng nói, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Nguyên Thanh Y trầm mặc, Mục Vân lại là nói, bọn nàng đều là trung thành cảnh cảnh vì ngươi, ta không biết ngươi là ai, có thể là một ít chuyện, làm không được từ bỏ chẳng phải hảo, làm sao đến mức để bọn hắn đều chết rồi. Nghĩ đến Thất Nguyên, Mục Vân nội tâm vẫn y như cũ là như nghẹn ở cổ họng, cực kỳ không thoải mái. Nguyên Thanh Y lại lần nữa trầm mặc, mà phía sau, Hứa Phương Nguyên, Lý Nguyên Triều, Cổ Thước ba người cầm đầu, mang lấy mười mấy người, từng cái tản ra, khoảng cách lại cũng không là rất xa, đi theo Nguyên Thanh Y cùng Mục Vân. Hứa sư huynh, phía dưới là cái gì, chúng ta không phải biết, cẩn thận mới là tốt đi. Cổ Thước mở miệng nói, Nguyên Thanh Y chỉ sợ sắp đến giới thần sơ kỳ cảnh giới, một ngày đến giới thần sơ kỳ, tìm ngươi báo thù, kia ngươi lần này tại Đông Hoa Cổ Thành bên trong, coi như nguy hiểm. Hứa Phương Nguyên nói thẳng, đại ca ngươi muốn ta hộ ngươi chu toàn, không giết Nguyên Thanh Y, như thế nào hộ ngươi chu toàn. Mà lại phía dưới này, có lẽ là có địa phương tốt gì, chúng ta mười mấy người, không giết chết được Nguyên Thanh Y cùng tiểu tử kia sao? Cổ Thước gật gật đầu, một bên,
Lý Nguyên Triều nhìn về phía dưới, ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh. Cẩn thận một chút, Hứa Phương Nguyên dặn dò, tốc độ tăng tốc. Phía dưới, Nguyên Thanh Y cùng Mục Vân thân ảnh, như ẩn như hiện. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mục Vân mở miệng nói. Phía dưới này, có một chỗ di tích, ta trước đó một mực tại tìm muốn ăn đòn mở di tích biện pháp, gần nhất vừa vặn có một ít đầu mối, đáng tiếc bị bọn hắn đánh gãy. Bên ngoài chạy không thoát, chúng ta chỉ có ở đây, đến thử thời vận. Mục Vân nghe vậy, không khỏi im lặng. Di tích, thử thời vận, vậy vạn nhất là tử địa đâu? Làm sao bây giờ? Chỉ là, Nguyên Thanh Y nói cũng đúng không sai. Từ bên ngoài phá vây, cơ hồ là không có khả năng. Chỉ có từ đây, nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ nương thân. Mà Mục Vân cũng cần thời gian, tiến nhập giới tôn trung kỳ cảnh giới. Một ngày đến trung kỳ cảnh giới, cho dù là giới tôn đỉnh phong, hắn cũng có thể cứng đối cứng thử nhìn một chút. Hai người giờ phút này, tốc độ xuống nặng, cuối cùng, đến đáy đầm. Bàn chân đạp ở đáy đầm, cũng không phải nước bùn, mà là một mảnh gạch xanh ngói xanh. Cái này, Mục Vân sững sờ, Nguyên Thanh Y từ từ nói, phía dưới hẳn là cung điện, mặc dù không biết là thế nào chìm vào đến đáy đầm, cái này gạch đỏ ngói xanh, hẳn là đỉnh điện. Chỉ là nơi đây có đại trận bao phủ, ta không phải tinh thông mức trận pháp, cho nên một cái bị vây ở bên ngoài. Trận pháp, Mục Vân giờ phút này, đầu ngón tay giới văn lưu động, từng đạo khí tức, tại lúc này tràn ngập ra. Kia giới văn, dần dần tụ tập hơn vạn nói, ta có thể phá vỡ. Mục Vân bình tĩnh nói, nơi đây giới trận, thiết kế rất là xảo diệu, nhưng là chủ yếu là tam cấp giới trận, tứ cấp giới trận tổng hợp cùng một chỗ. Phá vỡ tứ cấp giới trận, Mục Vân còn làm không được. Có thể là tam cấp giới trận, lại là không có vấn đề gì. Mà một khi có thể mở ra nhất đạo lỗ hổng, hai người tiến vào bên trong, không phải khó khăn. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, cũng là hơi sững sờ. Sớm biết Mục Vân là giới trận sư, nếu để cho Mục Vân đến giúp đỡ, có lẽ đã mở ra nơi đây, có lẽ bên cạnh mình mấy người, đều không cần chết rồi. Nguyên Thanh Y nội tâm trong lúc nhất thời ảo não không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là không có thời gian nói nhiều cái khác. Trực tiếp bắt đầu động thủ, phá vỡ giới trận. Đằng sau, nhưng còn có người đuổi theo đâu. Chậm một chút, khả năng hắn cùng Nguyên Thanh Y còn không có tiến nhập cái này phía dưới cung điện bên trong, liền chết. Ông, đột nhiên, u ám đáy đầm, một đạo quang mang tại lúc này phá không mà ra. Mục Vân trực tiếp kéo Nguyên Thanh Y, đi, hai người thân ảnh, một giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Hứa Phương Nguyên mấy người, đều đến. Nhìn xem đáy đầm bộ dáng. Hứa Phương Nguyên sầm mặt lại. Là giới trận, Hứa Phương Nguyên giờ phút này mày nhăn lại. Giới trận sư vốn là chân quý khan hiếm, bên cạnh hắn nhưng không có giới trận sư. Cổ Thước, thông chi đại ca ngươi, phái một vị tam cấp giới trận sư đến. Hứa Phương Nguyên quyết định thật nhanh nói, tốc độ mau mau, nếu không Nguyên Thanh Y cùng tiểu tử kia tiến nhập nơi đây, nếu là đoạt được tiên cơ, chúng ta liền không có chỗ tốt. Kia Nguyên Thanh Y nếu là đến giới thần cảnh giới, liền phiền toái hơn. Hứa Phương Nguyên có thể cảm giác được, giới tôn đỉnh phong cực hạn Nguyên Thanh Y, hắn đối phó, còn không thể tùy tiện chém giết, ngược lại là nhường Nguyên Thanh Y chạy. Nếu như Nguyên Thanh Y đến giới thần cảnh giới, chỉ sợ hắn càng không thể vây khốn Nguyên Thanh Y. Đến thời điểm, chính là đại phiền toái. Cổ Thước lập tức đi làm. Hứa Phương Nguyên giờ phút này nhìn xem bốn phía, từ từ nói, giữ vững nơi đây, phòng ngừa Nguyên Thanh Y từ đây địa chạy. Vâng, vài vị giới tôn hậu kỳ, đỉnh phong cao thủ, giờ phút này đều tản ra. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người tiến nhập cung điện bên trong, thân ảnh rơi xuống ở giữa, bàn chân dẫm tại kiên cố đất đá tấm mặt đất bên trên, hai người tại lúc này đều là nhẹ nhàng thở ra. Hai người vào giờ phút này chỗ ở, đúng là một tòa cung điện. Cung điện bên trong, từng cây cây cột đá, chống đỡ lấy bàng bạc đại điện, mà lại, phá trận mà vào ở giữa, bốn phía cũng không có nước dấu vết. Phảng phất nơi đây, cùng ngoại giới thiên địa, là cô lập ra. Mục Vân vào giờ phút này, lại là càng thêm cẩn thận. Đông Hoa Cổ Thành, chính là tiền nhiệm Đông Hoa Cổ Quốc chỗ, Đông Hoa Đế Quân là một vị cường đại tồn tại. Nơi đây phong tồn bao nhiêu năm, hắn không phải biết, có thể là, người nơi này, chẳng lẽ chết hết rồi. Chưa hẳn đi, dù sao kia thạch giáp thú đều tồn tại, nơi này diệt tuyệt nhân loại, ngược lại là rất không có khả năng. Chương 3498, Tiểu Liêu Thôn. Nguyên Thanh Y giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp xinh bạch. Cùng Lý Nguyên Triều cùng Cổ Thước hai người giao thủ, nàng đã là dầu hết đèn tắt. Mà nương theo lấy Hứa Phương Nguyên đến, làm cho nàng càng là bị thương, giờ phút này kiên trì đến bây giờ, rốt cục có thể dừng lại thở một ngụm. Ngươi không sao chứ, tạm thời không chết được. Nguyên Thanh Y thở dốc một hơi,
mở miệng nói, ngươi xem trước một chút, cái này bốn phía đến cùng là tình cảnh gì, chúng ta mới quyết định đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem bọn hắn không có vào, hẳn là không có giới trận sư tại bên người. Mục Vân gật gật đầu, Nguyên Thanh Y giờ phút này lại là nói, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào một phương? Mục Vân, Ngọc Đỉnh Viện, ngươi chính là Mục Vân. Nguyên Thanh Y nhìn về phía Mục Vân, lại là rất là kinh ngạc. Mục Vân giờ phút này lại là sững sờ. Danh tiếng của hắn, có kia đại sao? Nguyên Thanh Y từ từ nói, địa đạo viện 400 năm 4 lần so tài đều là lạc hậu, lần này xoay người, danh tiếng của ngươi, tự nhiên không nhỏ, dù sao cũng coi là một vị tân tấn thiên tài. Mục Vân không có nói nhiều, tạ ơn ngươi, Nguyên Thanh Y giờ phút này chân thành tha thiết nói. Mục Vân vốn có thể chạy, lại là không có chạy. Nói cho cùng, còn là nàng bắt Mục Vân. Mục Vân không có nói nhiều, hướng phía đại điện chỗ sâu mà đi. Toàn bộ đại điện, dài ước chừng trăm trượng, rộng cũng có vài chục trượng, mà lại từng cây cột đá, chống đỡ lấy đại điện. Cái này cột đá chất liệu cũng là rất là bất phàm, nhìn kỹ lại, cho người cảm giác, 10 điểm kiên cố. Mục Vân đến đại điện chỗ sâu, xa xa nhìn xem Nguyên Thanh Y. Nguyên Thanh Y giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, tựa hồ nuốt vào một cái đan dược, giờ phút này cũng không có động tĩnh. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía. Vắng vẻ đại điện, chỉ có hai bọn họ, không còn gì khác. Nơi đây tiền nhiệm hẳn là có người ở, có thể là chẳng biết tại sao, mai danh ẩn tích. Mục Vân đến đại điện một bên, nhất đạo cửa điện, xuất hiện ở trước mắt. Đẩy ra cửa điện, cẩn thận từng ly từng tí ở giữa, Mục Vân toàn thân cảnh giới, nhìn về phía điện bên ngoài. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là biểu tình ngưng trọng. Dựa theo lẽ thường suy nghĩ, đại điện bên ngoài, có lẽ là quảng trường, có lẽ là dãy cung điện. Có thể là vào giờ phút này nhìn lại, cũng không phải. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại trước đại điện, thật sâu hô thở ra một hơi. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt sáng tỏ, chỉ cảm thấy tâm thần đều là phiêu phiêu dục tiên. Trước mắt, là từng mảnh sơn cốc, giống như nhân gian tiên cảnh sơn cốc. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa sơn cốc, lẫn nhau kết nối, nội bộ chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, cây cỏ vui vẻ phồn vinh, hảo một bộ tiên gia khí phái cảnh tượng. Chỉ là cảm ứng ra, vẫn không có người. Nguyên Thanh Y, tới. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Nguyên Thanh Y nghe vậy, giờ phút này cũng là đình chỉ đả tọa, đi đến trước cửa điện. Nhìn về phía điện ngoại cảnh gây nên, Nguyên Thanh Y cũng là sững sờ. Cái này, nơi tốt, Mục Vân lại là cười nói, đi vào trước xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm được chỗ nương thân, người khôi phục, ta cần thời gian, đến đột phá. Nguyên Thanh Y giờ phút này bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chỉ là nghe được Mục Vân nói lời, lại là sững sờ. Đột phá, Mục Vân muốn đột phá rồi. Nhanh như vậy, nàng có thể là biết đến, Ngọc Đỉnh Viện Thiên Địa Hai Viện Hội Vũ, bất quá là 10 năm trước thời gian thôi. Kia thời điểm Mục Vân nghe nói là giới thánh bát trọng cảnh giới. Thật nhìn thấy Mục Vân, đã là giới tôn sơ kỳ. Mà bây giờ, thế mà muốn đột phá. Tốc độ như vậy, không thể không nói, rất nhanh. Mục Vân giờ phút này lại là không nói thêm gì, là rất nhanh, chỉ là, tiếp xuống, sẽ còn càng nhanh, càng là chém giết, Mục Vân càng là có thể tốc độ tăng lên tăng tốc. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, nhìn về phía thân trước. Hai người cùng nhau, đi ra cung điện, đến sơn cốc này ở giữa. Nguyên Thanh Y nhịn không được nói, những này hoa thảo, đều là dược liệu quý giá, dùng đến luyện chế tam phẩm giới đan, tứ phẩm giới đan, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mục Vân hiện tại người trong nghề, chỉ nghiên cứu trận thuật, đối đan thuật nhất đạo, ngược lại là không thế nào hiểu rõ. Những dược liệu này, cũng không có vọng động. Dù sao, Nguyên Thanh Y mặc dù nói như vậy, có thể là một ít hoa thảo, liền nàng đều là nhận không ra. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì chỗ nương thân đi. Mục Vân lần nữa nói, hứa Phương Nguyên mấy người, chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta, tiến đến chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu là tìm không thấy nơi cư trú, tìm không thấy lối ra, chờ bọn hắn tiến đến. Chúng ta cũng là đường chết một đầu. Hai người giờ phút này, cẩn thận từng ly từng tí, tại rất nhiều sơn cốc ở giữa tiến lên. Theo xâm nhập, mới phát hiện nơi đây mênh mông. Xa xa không phải mấy chục tòa sơn cốc đơn giản như vậy, mà là thành ngàn trên trăm tòa, lẫn nhau kết nối, trong lúc nhất thời thế mà là xâm nhập cũng không tìm tới ở đâu là phần cuối. Ca ca, người cẩn thận một chút. Hắc hắc, người đuổi không kịp ta, mới khiến cho ta cẩn thận a. Mà liền xem Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người trước đi ở giữa, hai đạo thanh âm non nớt truyền ra. Sơn cốc chuyển biến, đột nhiên, nhất đạo thân mang vải thô ma y thân ảnh, tại lúc này một đầu đụng tiến Mục Vân trong lòng.
Ôi, Nam Đồng ngã nhào trên đất, đau nhe răng trợn mắt, xoa đầu, nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y. Ngươi, ngươi nhóm là người phương nào? Nam Đồng nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, tại lúc này lại là thần sắc cẩn thận vạn điểm. Sau lưng nữ đồng tại lúc này đuổi theo, nhìn thấy Mục Vân, Nguyên Thanh Y, cũng là khuôn mặt nhỏ tái đi. Người sống, sống sờ sờ hai cái hài đồng. Vào giờ phút này, Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người, ánh mắt kinh ngạc. Nơi đây là di tích cổ, thế mà vẫn tồn tại người sống. Giờ khắc này, Mục Vân cơ hồ là mộng, Nguyên Thanh Y giờ phút này, cũng không mạnh bằng Mục Vân đi nơi nào. Hai cái đại nhân nhìn xem hai cái hài tử mộng, hai cái hài tử nhìn thấy hai cái người xa lạ cũng là mộng. Bốn người giờ phút này, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đúng là trầm mặc xuống. Cái kia, Mục Vân dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, nhìn về phía Nam Đồng cùng nữ đồng, nói chúng ta vô ý quấy rầy, chỉ là lạc đường, nơi đây là nơi nào. Mục Vân tận lực làm cho chính mình nhìn hiền lành dễ thân chút. Cái kia Nam Đồng cùng nữ đồng giờ phút này chăm chú dựa sát vào nhau, nhìn về phía Mục Vân, lại là thần sắc cảnh giới. Nơi này là Tiểu Liêu Thôn, người nhóm là ai? Nam Đồng lấy can đảm nói. Tiểu Liêu Thôn, Mục Vân ngẩn người, ngươi nói một cái tên thôn, ta có thể biết cái gì? Mục Vân lần nữa nói, Tiểu Liêu Thôn, lệ thuộc vào Đông Hoa Quốc nơi nào? Nam Đồng nghe được Đông Hoa Quốc ba chữ, ngược lại là đã thả lỏng một chút. Tiểu Liêu Thôn lệ thuộc vào Hóa Hải Châu, Hóa Hải Châu là Đông Hải quận Tam Châu một trong, Đông Hải quận là Đông Hoa Quốc 103 quận một trong. Cái này đơn giản một câu, lại là nhường Mục Vân thu hoạch được rất nhiều. Đông Hoa Quốc, 103 quận, Đông Hải quận, thuộc Hạ Tam Châu, Hóa Hải Châu là trong đó một. Vẻn vẹn là điểm này xem ra, tiền nhiệm Đông Hoa cổ quốc, tựa hồ rất là bất phàm. Vị kia Đông Hoa đế quân, xem ra quả không phải phàm nhân. Chỉ là, cái này Nam Đồng ngữ khí nghe, tựa hồ, không phải biết Đông Hoa cổ quốc, đã thành lịch sử. Mục Vân tiếp tục nói, Tiểu Bằng Hữu, trừ bọn ngươi ra, còn có người khác tại địa phương này sao? Chúng ta Tiểu Liêu Thôn, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này đâu, mà lại Tiểu Liêu Thôn bên trong. Còn từng đi ra một vị châu chủ đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là cười nói, Nga, thật sao? Là vị nào châu chủ đại nhân? Nam Đồng rất là kiêu ngạo nói, lệ thuộc vào Đông Hải quận Vương Đông Uyên châu chủ, chính là chúng ta Tiểu Liêu Thôn đi ra một vị cường giả. Chương 3499, cổ quái thôn dân. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại là suy tư. Đông Hải quận Vương, nguyên lai là Đông Hải quận Vương tọa hạ. Vậy xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Mục Vân cố ý nói ra, Tiểu Nam Hải nghe đến lời này, lại là không phục. Nói Đông Hải quận Vương chẳng ra sao cả, đó không phải là xem thường bọn hắn vị kia Đông Uyên Châu chủ sao. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, Tiểu Nữ Hải giờ phút này lại là chen miệng nói, Đông Hải quận Vương là chúng ta Đông Hoa đế quân dưới trướng cửu vương một trong, tuy nói thực lực đứng hàng đệ cửu. Có thể là viễn siêu cái khác quận quận vương, có thể tại Đông Hải quận vương thủ hạ làm việc, có thể là không tầm thường. Mục Vân vào giờ phút này, lại là chỉnh lý ra không ít tin tức. Đông Hoa đế quân, Đông Hoa quốc thuộc hạ 103 quận, 9 vị uy danh hiển hách quận vương. Dưới mắt xem ra, năm đó Đông Hoa cổ quốc, có thể nói là hình thành một bộ hoàn chỉnh thể hệ, thậm chí là cùng loại một tòa tông môn bực này đại thế lực. Mà lại nội tình, tuyệt đối là siêu việt thứ nhất đảng thế lực. Đến so với không so được nhất đảng thế lực, kia còn chờ quan sát. Nam Đồng cùng nữ đồng cùng Mục Vân trò chuyện rất nhiều, giờ phút này ngược lại là thiếu một chút e ngại. Người nhóm là người phương nào? Đến chỗ này làm cái gì? Nam Đồng nghiêm túc dò hỏi. Chúng ta, Mục Vân vịn Nguyên Thanh Y, khổ sở nói, vợ chồng chúng ta hai người, bị người đuổi giết, trong lúc vô tình chạy trốn tới nơi đây. Truy sát, Nam Đồng nhạy bén nói, Đông Hoa Quốc bên trong, không cho phép cường giả khi dễ kẻ yếu. Lại có người truy sát ngươi nhóm. Ngươi nhóm có thể làm chuyện gì xấu? Không có a, Mục Vân lần nữa nói, đám người kia, tội ác tày trời, bọn hắn cần phu nhân ta thân thể, đem hai vợ chồng ta tùy tùng giết sạch, còn nghĩ bắt sống hai vợ chồng ta. Nguyên Thanh Y nghe được những này, nhìn về phía Mục Vân, trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa, kéo lên láo đến, một bộ một bộ. Đông Hoa quốc bên trong có quốc pháp, cường giả khi dễ kẻ yếu, là phải bị pháp luật chế tài. Vậy các ngươi cùng chúng ta đến Tiểu Liêu Thôn bên trong mặt đi. Tiểu Nam Hải chân thành nói, chúng ta Tiểu Liêu Thôn là Đông Uyên Châu chủ trốn cũ, bọn hắn có dũng khí làm ẩu, lên trời xuống đất, ai cũng cứu không được bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ cảm thấy rất là thú vị. Luật pháp, cường giả không thể ức hiếp kẻ yếu. Đối vị này Đông Hoa đế quân, Mục Vân quả nhiên là càng thêm tò mò. Cùng chúng ta tới đi.
Tiểu Nam Đồng mang lấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, hướng phía sâu trong thung lũng, tiếp tục tiến lên. Từ từ, mấy người đến một tòa thôn trại bên ngoài. Phóng nhãn nhìn lại, trong thôn trại, ước chừng bách ra người hộ, lui tới, có lão nhân, có người tuổi trẻ, còn có rất nhiều hài đồng. Chính là một gian phổ thông thôn xóm. Tiểu La, Tiểu Nhã, hai người mới vừa vào thôn, liền có người nhiệt tình quát lên. Lê Thúc, ngoài thôn đến hai cái khách nhân. Nam Hải giờ phút này cười nói, bọn hắn bị người đuổi giết ở đây, ta đem bọn hắn tiếp tiến đến. Ngoại nhân, kia Lê Thúc nhìn thấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y, đi lên phía trước, quan sát tỉ mỉ. Mục Vân nhìn, công tử văn nhã, khí chất ôn tồn lễ độ, mang lấy một tia lạnh nhạt. Nguyên Thanh Y thì là hơi có vẻ cao lãnh một ít, có thể là dung mạo đúng là nhường nhân nhãn trước sáng lên. Tiểu La, Tiểu Nhã, không phải nói cho các người biết, không nên tùy tiện cùng người xa lạ trò chuyện. Lê Thúc tại lúc này răn dậy nói, nghe đến lời này, Tiểu La ủy khuất nói, ta ngay tại cửa thôn đụng phải. Hảo hảo, đi chơi đi, ta đi tìm thôn trưởng. Lê Thúc vỗ vỗ Tiểu La cùng Tiểu Nhã đầu, lập tức nhìn về phía Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y. Không biết hai vị, đến từ phương nào, vì cái gì bị người đuổi giết. Nghe đến lời này, Mục Vân khách khí nói, hai vợ chồng ta, cũng không phải là Đông Hoa Quốc người, mà là trên đường đi qua Đông Hoa Quốc biên giới. Bị người đuổi giết, trốn vào đến Đông Hoa Quốc nội bộ. Mà lại, cũng thực sự là vô ý quấy rầy, chỉ là muốn hỏi đường, nếu là mang cho đắt thôn phiền phức, chúng ta lập tức rời đi. Nghe đến lời này, kia Lê Thúc lại là cười cười nói, không sao không sao, phiền phức ngược lại sẽ không có, nếu là hỏi đường, thôn trưởng đại nhân biết đến khá nhiều, người nhóm hỏi thăm thôn trưởng đi. Vào giờ phút này, đã có người đi thông chi thôn trưởng. Kia Lê Thúc dẫn Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người, tại thôn xóm ở giữa hành tẩu. Cảm giác được không thích hợp sao? Mục Vân giờ phút này truyền âm Nguyên Thanh Y nói. Nguyên Thanh Y đáp lại nói, như người ta biết rõ, Đông Hoa cổ thành di tích, đã là tiêu thất trăm vạn năm lâu, một lần nữa hiện thế, có thể là cái này tiểu lưu thôn người, tựa hồ căn bản không biết Đông Hoa cổ quốc đã không có. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Mà lại, tại bên trong di tích này, một đám hào không tu vi người, thế mà bình yên sinh tồn đến hôm nay. Mục Vân lại lần nữa truyền âm nói, ta tiến nhập Đông Hoa cổ thành bên trong di tích, gặp được mấy chỗ thôn xóm thành trấn, nhỏ một chút, kiến trúc cơ hồ thành hoàn toàn phế tích, lớn một chút, cũng liền có phần kiến trúc còn bảo tồn. Lần trước kia thạch giáp thú, chính là tại kia trong kiến trúc đột nhiên xuất hiện. Có thể là nơi đây, cùng ngoại giới nhìn tựa hồ là rất là bế tắc, nhưng là thế mà hoàn hảo đến nay. Thực sự là phỉ di, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lê Thúc, xin hỏi cách này sơn cốc ngoài mấy chục dặm cung điện kia, là người phương nào sở kiến tạo? Mục Vân khách khí hỏi. Khách nhân, có thể hay không nói lung tung, đó cũng không phải là cái gì đại điện, kia là thần điện. Lê Thúc nhắc lên đại điện, lại là nghiêm nghị nói, chúng ta có thể tại địa phương này bình yên vượt qua, tất cả thua thiệt thần điện bao phủ, tiểu lưu thôn người, hàng năm đều sẽ đi thắp hương cầu nguyện. Thắp hương cầu nguyện, tàn hương đâu? Mục Vân sững sờ. Lê Thúc lại là cười nói, tiểu lưu thôn rất phổ thông. Có thể là mấy trăm năm trước, Đông Nguyên Châu chủ đại nhân, là từ chúng ta tiểu lưu thôn đi ra, bởi vậy chúng ta tiểu lưu thôn, cũng coi là nhiều một phương che chở. Mặc dù không có võ giả, có thể là cũng coi là quá bình. Mục Vân nghe đến lời này, lại là nội tâm lo lắng. Nếu như Hứa Phương Nguyên đám người đến, phát hiện nơi đây, cũng sẽ không quản cái gì. Này một đám tay không tấc sắt người, cũng không có gì năng lực tự vệ. Hắn tại do dự, muốn hay không rời đi trước nơi đây. Thôn trưởng. Giờ phút này, phía trước, mấy tên nam tử trung niên, bao vây một vị lão giả, từ từ đi tới. Lão giả kia điệt mạo chi niên, tóc trắng xóa, hai mắt lại là khôn khéo, nhìn thấy Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người, mỉm cười. Hai vị, bị người đuổi giết đến mức này, có thể từng báo quan. Báo quan, Mục Vân sững sờ, lập tức nghĩ đến phía trước kia Tiểu La cùng Tiểu Nhã nói tới luật pháp, chắp tay nói, chúng ta đối Đông Hoa Quốc luật pháp không phải tinh tường. Thậm chí không biết thân ở chỗ nào, cho nên chưa từng báo quan. Nghe đến lời này, lão thôn trưởng ha ha cười nói, đã như vậy, hai vị tạm thời tại địa phương này ở lại đi. Mục Vân lại là vội vàng nói, thôn trưởng tiên sinh, đuổi giết chúng ta người, thực lực rất cao, chúng ta nếu như lưu lại, sẽ cho tiểu lưu thôn mang đến phiền phức, còn là rời đi trước đi. Đến chỗ này, vô ý quấy rầy, chỉ là nghĩ hỏi thăm, nên đi nơi nào đi. Lão thôn trưởng nghe vậy, lại là cười cười nói, công tử không cần lo lắng. Không có việc gì. Lê Liệt, người dẫn bọn hắn an bài xuống. Lê Thúc giờ phút này nhìn về phía hai người, khách khí nói, hai vị khách nhân, trước ở lại đi, không có chuyện gì, tại Đông Hoa Quốc bên trong, tùy ý giết người, có thể là trọng tội. Mục Vân cùng Nguyên Thanh Y hai người, giờ phút này triệt để mộng,
Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.